Anh chị và các bạn đang thưởng thức chất âm của con loa bên em gọi tên nó là loa gỗ dài nhá. Đó, chất âm cực kỳ là hay luôn. Con này bao nhiêu? Anh đưa em về thăm quê anh. Chất âm cực kỳ hay, trầm ấm các bác nhá. Lên cho em là loa gỗ dài này. 260k và bên em bao ship nhá, 260.000. Chống đánh cực kỳ đầm luôn. Cảm ơn chị đại em. Có cho to nhỏ ở đây không nhá. Các bác điều chỉnh to nhỏ ở đây này. Mẹ biến cha đi không hẹn ngày trở lại. Buồn đây, to nhỏ đây. Ơi, đơn mẹ anh đấy, vừa rồi các bác được thưởng thức chất âm của con loa gỗ dài 260.000. Chiều dài của nó thì vào khoảng gần 40cm. Chiều cao 10, chiều rộng 10. Đấy, của nó là vuông 10 nhá. Dày dẫn chắc chắn. Chất liệu của nó thì bằng vỏ gỗ tự nhiên, rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn cho các bác. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000. Lên mã giúp cho em là loa gỗ dài nhá, giá sẽ là 260k. Chất âm cực kỳ hay và đầm ấm luôn. Đó, thì hàng này nó sẽ là hàng sạc pin nhá. Có kèm cho các bác một con cáp sạc đây. Đấy, loa gỗ dài. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái mã sản phẩm đó là con đài FM nhá. Con này thì có kèm cho các bác cả đồng hồ luôn. Có kèm cả đồng hồ như này, có cái cản đồng hồ đây các bác, bật lên cho em này. Đó, con này thì cũng có cắm USB, cắm thẻ nhớ và Bluetooth, Bluetooth ngon lành hết nhá. Đấy, đầu tiên thì chức năng FM thì các bác bật cho em chế độ FM. Bật em chế độ FM để mình dò đài FM nhá. Đấy các bác, cho anten lên này. Đấy, sau đó thì mình sẽ dò đài FM cho em. Đó. Thì bên này nó sẽ là âm lượng to nhỏ nhá, to nhỏ và nguồn. Còn bên này sẽ là dò đài các bác này. Đấy, đây. Các bác dò đây cho em này. Các bác cứ nhận nha, các bác dò đây cho em. Đó. Thì các bác nghe cái tiếng của nó rất là hay luôn các bác nhé. Ứng cử viên tổng thống Mỹ cũng đã kết thúc. Đó. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi và gửi câu hỏi từ chương trình. Đó, thì các bác dò đúng tần số tần sóng đen là câu chuyện thực sự bàn về màn tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu tổng thống Donald Trump. Trước khi đến với các nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo. Đó. Thì con này ngoài chức năng là đài FM thì các bác có thể dùng chức năng MP3 thì các bác chuyển sang chức năng MP3 này. Sau đó thì các bác bắt Bluetooth cho em nhé. Con này thì nghe chất âm của nó cũng rất là hay luôn. Đấy, các bác dò Bluetooth này, sau đó thì các bác bắt này. Đó. Bắt Bluetooth cho em. Đó, sau đó thì mình kết nối Bluetooth nhá. Nói chung là con này thì cũng là hàng đa di năng luôn. Các bác có thể vừa dùng Bluetooth này, vừa dùng đài FM này, vừa dùng để xem giờ này, rất là tiện luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 cho con đài FM này thôi. Vừa là nghe đài, vừa là nghe Bluetooth và vừa là xem giờ được luôn. Một con như này đa chức năng. Các bác có thể để đầu giường để mình nghe tất cả các cái thể loại âm nhạc rồi nghe đài, các đài tần số radio là bắt được hết các bác nhá. Đấy, bằng tần nào cũng bắt được hết luôn. Đó, thì các bác kết nối vào Bluetooth cho em nhá, cho chức năng vào Bluetooth này. Đấy, sau đó thì mình chỉnh âm đi em. Đó, sau đó thì mình bắt thôi. Đó, ngoài ra thì các bác có thể kết nối jack 3.5 này, USB này, rồi thẻ nhớ đầy đủ luôn. Chất âm cũng rất là hay và đầm ấm luôn nhá. Đó. Con này chiều dài của nó khoảng 20, cao 10, 23, rộng thì khoảng 7-8cm. Nó xinh nha các bác, có thể để đầu giường ôm ngủ luôn. Đó. Hàng của Nhật, made in Japan các bác này. Đó. Con này thì sử dụng pin của nó là pin 16850, có kèm một cáp sạc nha. Chất âm rất là hay luôn. Đó, thì các bác có thể vừa dùng chức năng FM. Vừa dùng chức năng nghe nhạc, tắt đi đây cho em. Đó, rất là ngon lành luôn nhá. 260.000 lên cho em là đài FM này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái trà sâm của Hàn Quốc này.
200 mấy nhỉ? Hai trăm hai mươi nghìn cho một hộp trà sâm như này, hàng made in Korea, hàng của Hàn Quốc đây, made in Korea, hàng nội địa của Hàn Quốc. Con này dùng cực kỳ là thích luôn. Các bác nào hay đi tàu xe hay bị ốm mệt này, đấy, ốm mệt đau đầu rồi nói chung là hoa mắt chóng mặt dùng cái nào chị em? Đấy, các bác có thể ăn trực tiếp hoặc hòa ra nước uống. Đấy, các bác có thể ăn trực tiếp luôn, ăn trực tiếp hòa ra nước uống cũng đều ok nhá. Trà sâm Hàn Quốc made in Korea luôn. Một hộp này của nó 100 gói luôn nhá, made in Korea. Một hộp này 100 gói, mỗi gói này của nó 3 gram, mỗi gói này của nó 3 gram. Đấy đây, nó sẽ là một vỉ như này các bác này. Đó, thao thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm giá sẽ là 230k nhá. 230 à? 220.000 giá siêu tốt luôn. 220k cho một hộp trà sâm như này các bác nhá. Đó, bao ship cho các bác luôn. Tiếp theo thì ngoài trà sâm thì bên shop về cho bác cái kẹo sâm của Hàn Quốc nhá. Kẹo sâm của Hàn Quốc. Đấy. Một gói này của nó sẽ là 500g. Cũng made in Korea luôn. Hàng nội địa của Hàn Quốc cực kỳ là ngon luôn. Made in Korea. Cái gì? Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá. 90.000 cho một gói kẹo sâm như này. Cái kẹo sâm này thì các bác dùng cũng tương đương với trà luôn. Các bác có thể dùng để gọi là ăn cho nó tỉnh này, đi tàu đi xe này, hoặc là người bị mệt này thì dùng cái này chị em. Đấy, lái xe riếc mà hay buồn ngủ cũng dùng cái này chị em, rất là tuyệt vời luôn. 90.000 cho một gói kẹo sâm như này nhá. Hàng nội địa của Hàn Quốc, made in Korea. Lên mã giúp cho em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bánh xà phòng nhá, bánh xà phòng Nhật này. 40.000 cho một bánh và 110.000 trên 3 bánh như này. 110.000 trên 3 bánh nhá. Có hai màu, màu hồng và màu xanh. Đấy, giá của nó sẽ là 40k cho một bánh như này nhá, 40.000. Đấy, công ty này của nó thì từ năm 1890 luôn, tương đối là lâu đời rồi nhá. Rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy, lên mã giúp cho em là bánh xà phòng Nhật 40.000 một gói và 110.000 cho 3 gói. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các máy hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chủ đơn nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đầu tiên thì em lên cho bác cái củ sạc nhanh nhá. Đấy, củ sạc nhanh này. Con này thì nó sẽ là một cái dòng chuyên để sạc nhanh cho các bác luôn. Đó, thì các bác cắm cái này vào nguồn điện cho em này. Sau đó thì các bác có thể cắm hai chân Type-C hoặc là chân USB như này. Lên mã giúp cho em đó là củ sạc nhanh nhá. Đấy, nó sẽ có là một cả củ và dây như này thì các bác cắm rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là củ sạc nhanh. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. Đấy, lên cho em đó là củ sạc nhanh này. Củ sạc nhanh, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k tới cái củ sạc nhanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá. Cái khay đá này thì tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá. Đấy, thì một khay này của nó là có 14 viên. Mỗi bên là 7 viên. 1 2 3 4 5 6. Mỗi bên là 7 viên, tổng 14 viên mà có nắp đậy như này thì các bác có thể để vào trong tủ lạnh nhà mình để chồng lên nhau được. Và khi mà mình lấy đá ra thì mình chỉ cần đẩy như này là đá nó sẽ ra cho các bác nhá. Rất tiện luôn. Lên thêm là khay đá thông minh nhá, khay đá thông minh. Giá sẽ là 15k trên một khay như này nhá. 15k trên một khay đá thông minh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái gãi lưng nhá. Gãi lưng thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu như này nhá. Hai mẫu như này. Một mẫu thì đầu gãi của nó bằng sừng nhá, đầu gãi của nó bằng sừng. Cái bằng sừng này là bao nhiêu đây? Cái bằng sừng này 10.000 á. Cái lưng các bác nhá, thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu nhá, một mẫu là đầu bằng inox nhá, một mẫu là đầu bằng sừng như này. Đấy, đầu bằng sừng như này. Giá thì đều là 10k hết nhá. Giá đều là 10k hết, các bác muốn lấy loại nào thì các bác báo cho em thôi. Đó, giá đều là 10.000 hết nhá. 10.000 cho một chiếc như này. Đấy, con này thì bằng inox này, con này thì đầu bằng sừng nhá. Đầu bằng sừng. Đó, thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu như vậy. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đấy. Cái con đầu bằng inox này thì nó sẽ dài hơn con sừng này một chút nhá. Đây, nó dài hơn con sừng một chút như này. Đó, đây các bác thấy chưa? Đó, giá thì đều là 10k hết nhá, đều là 10k hết. Các bác lên mã giúp cho em đó là gãi lưng nhá, gãi lưng. Giá của nó sẽ là 10k một chiếc như này, 10k một chiếc gãi lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi đeo điện thoại nhá. Đấy, túi đeo điện thoại đây, nó sẽ là một cái túi như này. Các bác dùng để đeo điện thoại rất là tiện ích luôn. Đó, túi đeo điện thoại này đeo vào trong các bác đeo vào thắt lưng cho em, đeo vào thắt lưng này, sau đó thì mình bỏ điện thoại ở đây cho em, rất là tiện ích luôn.
Đấy, lên cho em là túi đeo điện thoại nhá. Các bác lên cho em là túi đeo điện thoại nhá. Túi điện thoại này, giá của nó sẽ là 40k. Đó. Túi điện thoại, giá sẽ là 40k cho một cái túi điện thoại như này nhá. 40.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn tròn nhá. Giá sẽ là 80k. Đây là một con đèn có cả điều khiển, có cả cáp sạc luôn. Và con này thì nó sẽ là dòng tích điện như này, có cả năng lượng mặt trời, có cả sạc luôn. Đấy, 5V, công suất của nó là 120W nhá. Mặc định của nhà sản xuất là 120W. Còn là đây, ánh sáng của nó thì như này các bạn, cũng khá là sáng luôn. Các bác có thể dùng để khi đề phòng mất điện, mình ăn cơm ăn nước. Đấy, rất là tiện, có cả điều khiển nội thất cho các bác đầy đủ luôn. Đấy, combo cho các bác, cả điều khiển, cả cáp sạc, cả pin cũng đàng hoàng nhá. Giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn tròn nhá. Đèn tròn giá sẽ là 80k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái tông đơ nhá. Tông đơ đây. Đấy. Thì cái này các bác lên cho em là tăng đơ lược, có cáp sạc này, có cữ kiếc hẳn hoi, có cả lược nữa, và một con tăng đơ rất là ngon, chạy thì cực kỳ là khỏe luôn. Và có đẩy cữ ở đây nhá, đẩy cữ ở đây các bác này. Đấy. Rất là tiện luôn. Đấy, các bác dùng để mình cắt tóc cho trẻ em, cho người già rất là ok nhá. Và dòng này của nó cũng là dòng không ăn da nhá, không ăn da cho nên các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn. Các bác lên cho em là tăng đơ lược, giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho con tăng đơ lược như này. Đấy, lên cho em là tăng đơ lược, giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con tăng đơ lược này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái còi cứu hộ nhá. Còi cứu hộ, giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Còi cứu hộ. Còi cứu hộ. Hả? 25.000 cho cái còi cứu hộ như này. Đây các bạn này, con này thì sẽ có la bàn này, có la bàn và có cả đo nhiệt độ luôn, cập nhật cả nhiệt độ này. Đấy, nó sẽ là hàng của quân đội, hàng của quân đội Mỹ nhá, cực kỳ là ngon luôn, có la bàn, có cập nhật nhiệt độ, có dây quai đeo như này. Đấy các bạn thấy không, rất tiện ích luôn. 25k nhá. Lên mã giúp em đó là còi cứu hộ nhá. Còi cứu hộ này, còi cứu hộ, giá sẽ là 25k. 25k một chiếc thôi. Con này hàng đa chức năng luôn, có cả sẵn cho các bác là la bàn này, la bàn này, cập nhật nhiệt độ này và còi này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao chặt của Đức nhá, dao chặt Đức đây. Con này thì giá sẽ là 150 cành cho một con dao chặt Đức như này. 150k. Đấy, 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Con này thì cực kỳ là ngon luôn, hàng liền thân như này nhá. Giá chỉ có 150k thôi. Một dao chặt Đức nặng khoảng 4 đến 5 lạng. Đấy, rất vừa bạn xinh xắn nhá. 150k. Lên cho em là dao chặt Đức nhá, 150k cho con dao chặt Đức như này, rất ngon lành luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái dây thắt lưng Mỹ nhá, thắt lưng Mỹ này. Đấy. Bó. Dây thắt lưng da bò Mỹ nhá. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu nâu nhá, màu đen màu nâu. Đấy, màu đen màu nâu và mặt thì nó sẽ là cái dạng mặt như này. Đấy, dạng mặt như này nhá. Đấy. Đây, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, dép này, lếch xù này. Đây, hàng toàn hàng chất lượng hết nhá. Đó. Thì cái mặt này thì nói chung là nó đều đều như nhau thôi. Thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, mặt 3D rất là đẹp luôn này. Đây, cái này thì mặt của lếch xù này. Cái này thì mặt của dép này. Đó. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhá. Đấy, da bò tự nhiên. Hàng made in USA này. Đấy, made in USA, chữ dập chìm luôn nhá. Hàng da bò tự nhiên nguyên miếng này. Da bò tự nhiên nguyên miếng. Đấy, made in USA cho các bác luôn. Đó. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhé. Giá sẽ là 190.000 cho một con thắt lưng da bò như này nhé. 190k cho một con thắt lưng da bò như này. Đấy, lên cho em là thắt lưng da bò 190.000. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái ví da bò nhé. Ví da bò thì cũng có hai màu, màu đen và màu nâu. Và thắt lưng da bò cũng có hai màu, màu đen và màu nâu luôn. Đấy, thắt lưng da bò cũng có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Đó. Hàng cũng là hàng của Mỹ, made in USA nhá, made in USA. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 120.000 cho một con thắt lưng da bò như này nhá. À, một con ví da bò như này. Chất liệu của nó đều là 100% là da bò tự nhiên hết nhá. 100% da bò tự nhiên hết. Đấy, da bò tự nhiên hết nhá. Đó, rất ngon lành, chất da siêu mềm luôn. Lên cho em là ví da bò nhá. Giá sẽ là 120k nhá. 120k cho một con ví da bò như này. Hàng made in USA này. Đấy, made in USA. Đó, hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật này. Đấy, lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật. Con này hàng đa chức năng luôn. Có cổng sạc ra sạc vào đầy đủ này, sạc ra sạc vào đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Có nam châm hít này, có búa phá kính này,
có cắt dây này, đây phần công tác của nó này, đèn thì siêu sáng luôn các bác nhá, đèn này siêu sáng luôn, đấy, đây, rất là sáng luôn các bác này, đây các bác thấy không, đây, pha của nó rất là rọi, rất là sáng luôn, các bác thấy không, đó, rất sáng luôn nhá, giá sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho một con đèn pin cảnh sát Nhật như này, có la bàn này, đấy, có còi hú các bác này, đấy, đầy đủ các chức năng cho bác cho một con đèn như này luôn, giá chỉ có 180.000 thôi. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con đèn phễu nhá, đèn phễu, giá sẽ là 80.000 cho một con đèn phễu như này, 80.000. Đó, đây nó sẽ là một con đèn siêu sáng luôn. Đấy, cũng có cổng sạc ra sạc vào cho điện thoại luôn và rất là sáng nhá. Đó, đây. Rất sáng luôn các bạn. Pha của nó rất là rọi, rất sáng luôn. Đó. Rất sáng luôn, có báo pin, có cổng sạc vào cho điện thoại, giá chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là đèn phễu nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn vàng nhá. Đấy, đèn vàng tích điện nhá. Giá chỉ có 175.000 cho con đèn vàng tích điện như này thôi. 175.000 nhá. Có quai đeo, quai điếc đàng hoàng các bác này. Đấy, đây. Có quai đeo, quai điếc đàng hoàng nhá. Có pin tích điện cho các bác luôn. Đó, có pin tích điện này. Rất sáng luôn. Con này thì siêu sáng luôn nhá. Đấy. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu các bác này. Đó, và nhấp nháy cảnh báo này. Sáng vàng, sáng trung tính này. Đó. Rất nhiều các cái giải LED ở đây nhá. Đó các bác thấy không? Đó. Rất tiện ích luôn. Đó, đây. Giá này sẽ là 175.000, có pin năng lượng mặt trời các bác nhá. Đấy, có tấm pin năng lượng mặt trời này và có cáp sạc này và cũng có cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Lên cho em là đèn vàng nhá. Đấy, đèn vàng tích điện, giá sẽ là 175.000. 175.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn bão quạt nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn bão và có cả quạt luôn. Con này thì cũng có sẵn cáp sạc luôn nhá, có sẵn cáp sạc đây luôn. Đó, con này thì giá chỉ có cho các bác là 100 cành thôi, 100 cành. Gió của nó rất là tít luôn nhá. Có nghe tiếng gió nó kêu chưa? Gió nó rất là mạnh luôn, 100k ra con đèn bão quạt như này. Và có cả đèn luôn. Đấy, đây. Có cả đèn rút lên như này các bác. Đấy, các bác theo. Đó. Này. Rất tiện ích luôn. Đó, đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão quạt nhá. Giá sẽ là 100.000 cho con đèn bão quạt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chảo chuyên ngập dầu nhá, đường kính là 20 cm, hàng nội địa của Nhật. Đấy, con này thì nó sẽ có cho sẵn cho các bác là một cái dàn hay một cái giá như này luôn, một cái giá bằng inox như này. Đấy, khi chiên rán thì các bác đặt lên đây chưa? Đó, đây. Rất tiện ích các bác này. Đấy, con này thì giá cũng 100k luôn, 100.000 cho một cái chảo chiên như này, tráng đá chống dính nhá. Dày dẫn chắc chắn, các bác có thể đun để mình chiên rán nem rồi đồ gia dụng nem rồi đùi gà đùi giếc, nói chung là đồ chiên rán là ok hết nhá, 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bếp từ Philips nhá, bếp từ Philips. Giá thì đây, đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một bếp từ như này. Và có tặng kèm cho các bác là một cái nồi nhá, cái nồi này là nồi tặng kèm nhá, thì nó có thể là nó bị móp méo thì các bác cũng thông cảm thôi. Cái này là bên em tặng kèm thôi. Còn chủ yếu là bếp từ này thôi. Đây. Đây là bếp của nó này, đây bếp của nó đây. Đấy, một con bếp cực kỳ là ngon luôn, hàng của thương hiệu Philips nhá, sản xuất ở Thái Lan nhá. Made in Thái Lan qua này. Đó. Hàng thì bảo hành cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Đấy, dây cuốn của nó bên trong là 100% bằng đồng hết nhá. Đấy, đun cực kỳ là nhanh sôi luôn. Mặt kính cường lực 5 ly này, mặt kính cường lực 5 ly. Đó, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40, chiều rộng thì trên 30 nhá. Đó. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Ngon lành luôn. Giá thì cái bếp từ Philips này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là bếp từ Philips nhá. Đấy. Bếp từ Philips này. 350k nhá. 350.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Giá chỉ có 350.000. Lên cho em là bếp từ Philips, giá sẽ là 350.000 nhá. 350.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vợt mũi đứng nhá, vợt mũi đứng. Con này thì cũng rất là tiện ích cho các bác sử dụng rồi. Đó, đây. Thì nó sẽ là một con vợt mũi như này. Có kèm cho các bác một cái đế này để các bác sạc nhá. Có kèm một cái đế này các bác sạc này. Cái này các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Cắm vào đây chưa? Đó. Ban đêm thì các bác cắm vào cái củ này, sau đó để các bác bật lên để cho cái ánh đèn hồng ngoại này nó sẽ thu hút con muỗi nhá. Đấy, thu hút con muỗi vào. Đó, và muỗi nó sẽ vào đây, nó sẽ bị chập vào con này. Đấy. Rất tiện ích luôn. Lên cho em là vợt mũi đứng nhá. Giá sẽ là 150.000. 150k cho một con vợt mũi đứng như này, 150.000. Rất tiện ích cho bác sử dụng luôn, vợt mũi đứng 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy thái rau củ quả này. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bộ máy như này nhá, một bộ máy như này, con này dùng bằng tay thôi. Máy như này và các cái bộ lưỡi đi kèm đây, lưỡi đi kèm này. Ở nhà các bác lắp cái lưỡi vào cái lu này cho em, lắp lưỡi vào lu này cho em. Còn đây là cái tay công thì các bác lắp cái tay công vào cái phần này. Đó, sau đó thì mình xoay này. Đấy mình xoay này.
Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000 cho con máy thái rau như này nhé. Lên theo là máy thái rau giá sẽ là 100k. Đó, thì đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Kiệm được rất nhiều thời gian trong việc chuẩn bị đồ ăn luôn đấy. Trước kia phải ngồi thái từng miếng rau củ mệt lắm. Giờ có cái máy này thì chỉ cần xoay tay là xong, nhanh lắm luôn ạ. Rau của máy làm bằng inox nên bén lắm. Thái các loại rau củ mềm cứng gì cũng được. Thái cả thịt được luôn đấy nha. Em thích nhất là máy nhỏ gọn, không chiếm diện tích trên bếp như các loại máy khác. Lúc nào cũng mang theo được, kể cả khi đi du lịch hay picnic gì đó. Nói chung cái máy này quá ok với em luôn, giá cả lại rẻ nữa. Vì vậy cả nhà nên thử cái máy này đi. Đấy, rất ok các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm hàng của Hàn Quốc nhá, Made in Korea này, Made in Korea, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một hộp này của nó là 100 gói nhá, đấy, 3 gram nhân với lại 100 gói. Hàng này thì nó sẽ là hàng trà sâm của Hàn Quốc nhá, trà sâm của Hàn Quốc. Một hộp này sẽ là 100 gói các bác. Một hộp này là 100 gói luôn, 100 gói và giá sẽ là 240.000 nhá. 240.000 cho một hộp này, 240.000 cho hộp này và một hộp này là 100 gói, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây là cái dòng trà sâm cô đặc các bác nhá. Đấy, trà sâm cô đặc như này đây các bác này. Đấy, đây nó sẽ là dạng trà sâm cô đặc như này. Thì cái này các bác dùng rất là thích luôn. Đấy. Ví dụ các bác đi tàu đi xe này hay bị say tàu say xe, hoặc là các bác mà bị yếu này, mệt này, đi làm về vất vả này, các bác cứ hòa ra cho em một gói này. Đấy, hòa ra cho em một gói này mình uống theo nước này, hoặc là các bác có thể dùng mình ăn trực tiếp luôn. Các bác lái xe, đấy đi tàu xe, đấy. Thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, rất là thích luôn. Hương vị sâm của Hàn Quốc nhá. Đấy, sâm của Hàn Quốc đây. Đấy. Korea các bác đây. Đấy, Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Made in Korea Hàn Hoa nhá, hàng chính hãng của Hàn Quốc luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 240.000. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá, trà sâm này. Đấy. Trà sâm, giá của nó sẽ là 240k cho một hộp này nhá. 240.000 cho một hộp này và bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Korea này, Hàn Quốc này. Đó, Hàn Quốc. Made in Korea nhá. Đây, Made in Korea đây. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một hộp này là sẽ là 100 gói nhá. Một hộp này 100 gói, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Thoải mái cho bác sử dụng luôn đây. Made in Korea này. Một hộp này của nó là 100 gói, tem chống hàng giả riết đàng hoàng các bác nhá. Các bác yên tâm sử dụng. Đó, rất chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá, trà sâm. Giá sẽ là 240.000, 240.000 cho một hộp 100 gói trà sâm như này. Đấy, đây các bác này. Đấy. Rất ngon lành cho các bác luôn. Đó, trà sâm nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ La Mã nhá. Đây nó sẽ là cơ màu vàng như này và số La Mã rất là đẹp luôn. Con này 100% là lộ cơ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000. 470.000 cho một con đồng hồ cơ như này. 470.000 thôi các bác nhá. Cái này thì bên em lên nhiều video rồi, em lên nhanh thôi. Đồng hồ cơ La Mã 470.000, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác con đồng hồ cơ, con này là bao nhiêu? Đồng hồ cơ 66 nhá, đồng hồ cơ 66. Con này thì giá sẽ là 400k nhá, 400.000 cho con đồng hồ cơ 66 như này. Các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66, giá sẽ là 400k. Đều là hàng lộ cơ hết nhá, hàng lộ cơ siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, con này thì sẽ là 400k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Các cái phần tường của nhà mình mà bị bong chốc nứt nở này, đấy thì các bác dùng cái này cho em. Mình bôi lên các cái bề mặt mà bị bong chốc nứt nở các bác này. Đấy. Bong chốc nứt nở thấm rột các bác bôi lên kia, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi. Đây các bác này. Đấy. Ví dụ như cái này nó đang bị trẻ con nó vẽ bậy lên này. Đấy các bác chỉ cần tô lên này cho em thôi. Đấy là nó sẽ cùng màu luôn nhá, cùng màu với màu tường nhà mình luôn. Rất đẹp, rất sạch sẽ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm đó là cái bình voi nhá. Đây. Con bình voi như này. Đấy. Bên shop về thì nó sẽ là một con bình voi rất là đẹp như này các bác này. Đấy, một con bình voi rất là đẹp như này. Giá sẽ là 160.000 cho con bình voi này nhá. Con này thì nó sẽ có sẵn ống hút cho các bác luôn, có ống hút và ống hút tự động bật lên luôn. Đấy, các bác chỉ cần lắp cái đầu ống hút đi vào cho em này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hai đầu nhá, một đầu cứng như này và một đầu mềm. Cái đầu mềm này thì các bác cho xuống dưới đáy nha, đầu mềm này cho xuống dưới đáy này. Đấy là nó sẽ đẩy lên. Đấy các bác đẩy nắp vào này cho em này. Đấy, và khi nào các bác bật ra này, đấy, bật ra này, đấy, các bác bật ra là nó sẽ hút được thôi. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. Lên mã giúp cho em là bình voi nhá.
bình voi 160.000. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1,3 lít nhá, 1,3 lít 160k cho con bình voi như này. Quai sách chiếc rất là tiện, các bác có thể dùng để đi học đi làm này. Đấy, và ưu điểm của con này là các bác không cần phải mở nắp nhá, không cần phải mở nắp, mình chỉ cần bật ra như này là mình uống được luôn, nó rất là tiện nhá. 160.000. Tiếp theo thì các bác lên xem là cái băng dính trong hai mặt nhá, băng dính trong hai mặt. Cái này các bác có thể dùng để mình dính ổ điện này hoặc là dính các cái thiết bị khác đều ok hết nhá. Dính ổ điện, dính thiết bị được, mình dính rất là đa tính năng luôn và nó khá là dính nhá. Đây, độ bám dính của nó rất là tốt này. Đấy. Hai mặt luôn. Các bác bóc ra mình dính đây. Đấy, mình dính ổ điện này hoặc là dính các cái vật thể khác đều ok hết nhá, đều ok hết. Kể cả các bác dính dưới nước cũng ok luôn. Đây. Đấy, rất là dính này. Độ bám dính của nó rất là tốt luôn các bác thấy không? Đó. Lên tiên là băng dính trong hai mặt, giá thanh lý cho bác cái giá đó là 20k một quận này thôi nhá. 20.000 cho một quận băng dính trong hai mặt này. Giá thanh lý cực tốt cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là khò ga nhá, khò ga. Các bác lên cho em là khò ga trắng nhá, khò ga trắng. Đấy. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn 40.000 thôi. 40k cho một con khò ga trắng như này nhá. 40k cho một con khò ga trắng như này. Lên mã cho em là khò ga trắng này, đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động. 40k cho con khò ga trắng như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao nhá. Đây, dao thì con này nó sẽ là một con dao gọt này, con dao gọt. Con này thì siêu bén cho các bác luôn, dao gọt siêu bén luôn. Đấy, Asaka Japan này. Con này thì giá sẽ là 40k nhá, 40k. Chiều dài khoảng 20cm và rất là sắc luôn. Hàng của Nhật nhá. Đấy, giá của nó sẽ là, con này thì các bác lên cho em là dao gọt nhá. Đấy, dao gọt gỗ nhá, gọt gỗ. Đấy, gọt gỗ. Giá của nó sẽ là 40k cho con dao gọt gỗ như này. Con này thì các bác lên cho em là thái gỗ nhá. Đấy, thái gỗ. Thái gỗ giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con thái gỗ. Thái gỗ 80.000. Đấy, 80.000 con dao Nhật cực kỳ sắc bén như này, các bác yên tâm sử dụng thôi. Rất là sắc các bạn. Đấy, rất sắc luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì nó vừa là đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn. Vừa đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn. Đấy, vừa đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn. Các bác chỉ cần cắm vào cho em là xong. Đó. Vừa đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi, lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là 45k nhá. 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái trị hắc lào long ben nhá. Đấy, cái này chuyên trị hắc lào long ben, nấm ngứa, kẽ chân tay, hắc lào long ben, nấm ngứa, kẽ chân tay, các bác bôi vào đều khỏi hết nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20.000 thôi. 20k cho một cái hộp hắc lào long ben như này nhá. Lên cho em là hắc lào long ben. Giá sẽ là 20k cho một típ như này, 20.000 cho một típ như này. Đấy, và tiếp theo thì cái bộ bộ nồi 5 món này. Đấy, bộ nồi 5 món như này. Giá sẽ là 140.000. 140.000 cho cái bộ nồi 5 món này các bác này. Đấy, 140k nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là nồi nào vung đấy các bác, nồi nào vung đấy. Đây, bộ nồi 5 món nhá. Độ dày của nó thì vừa phải thôi, nhưng mà nó sẽ là đầy đủ combo nồi nào vung đấy nha. Đấy, nồi nào vung đấy thì các bác dùng rất là tiện. Để mình chế biến đồ ăn đồ uống không dùng nữa thì mình lại chồng vào nhau mình bỏ vào tủ lạnh nhá. Chồng vào nhau mình bỏ vào tủ lạnh cho. Rất là tiện luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. 140.000 cho một cái bộ nồi 5 món như này, bao gồm cho các bác là 5 chiếc luôn. 5 chiếc có vung đậy như này. Các bác có thể đều chồng với nhau. Đấy, hoặc là để vào nhau luôn. Gia đình có cỗ có bàn các bác dùng rất là tiện luôn nhá. Đấy, bộ nồi 5 món như này. Đấy, giá thì sẽ là 140.000 nhá. Bộ nồi 5 món 140k. Kích thước của nó thì sẽ là 16, 18, 20, 22, 24 thôi nhá. Đấy, to nhất là 24 và nhỏ nhất là 16 các bác nhá. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lên một cái video chuyên về các cái mã đồ điện của bên em. Đó, đồ điện bên em nhá. Tất cả các dòng này thì nó đều là hàng Nhật xuất sử dụng điện 220V nên các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái mã ấm siêu tốc thì bên em sẽ có cho các bác là 3 mẫu nhé. 3 mẫu. Đầu tiên thì nó sẽ là một con ấm siêu tốc của Hàn Quốc này. Ấm siêu tốc Hàn Quốc. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2,5 lít nhé. 2,5 lít. Và hàng này của nó thì bên ngoài bằng nhựa chống nóng, bên trong bằng inox 304. Đấy, bằng nhựa chống nóng, bên trong bằng inox 304. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, ấm siêu tốc Hàn.
giá của nó sẽ là 130k nhé. Đấy, 130k cho con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn nhé. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000, ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000 các bác nhé. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con sản phẩm đó là cái con khích đun sôi nhá. Đấy, khích đun sôi, hàng cũng của thương hiệu Cúc Cu luôn. Con này thì nó vừa là ấm siêu tốc vừa là dòng khích đun sôi nhá, hàng của thương hiệu Cúc Cu, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ nhá, 3 lít cả vỏ đây. Con nắp xoáy các thứ ngon lành như này các bác này, có nắp xoáy các thứ ngon lành như này đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và cái nắp này của nó thì nó là dòng nắp giữ nhiệt và nắp lẫy nhá, nắp lẫy các bác xoáy đúng gen chưa, bấm này rót thì mới ra này. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ, hàng của thương hiệu Cúc Cu nhá, hàng thương hiệu Cúc Cu đây. Đấy, con này thì tỷ suất giữ nhiệt của nó sẽ là từ 70 đến từ tỷ suất giữ nhiệt của nó sẽ là từ 70 đến 75 độ nhá, 70-75 độ. Đây tiên là phích đun sôi, giá sẽ là 180.000 nhá, phích đun sôi 180.000 cho một con phích đun sôi như này. Đấy, và các bác cứ đặt vào là nó sẽ tự đun. Đấy, nóng thì nó lại ngắt, nóng nó lại ngắt nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác đó là cái ấm Đức nhá, ấm Đức đây, hàng của thương hiệu Liebenlang của Đức nhá, hàng Liebenlang của Đức, hàng này thì cực kỳ chất cho bác luôn. Đấy, đây lên cho em là ấm Đức này, công tắc đây. Đấy, vừa là công tắc vừa là nút nhấn cho các bác luôn đó. Và đây là cái lẫy của nó này. Đấy, đây là cái đế của nó này, đế điếc của nó rất là ngon luôn. Đây em cắm thử điện cho bác xem này, hàng này sử dụng điện 220V nhá. Đây, bật lên là nó có đèn báo nhá, có đèn báo trắng này các bác này. Đấy, đèn báo trắng đây, có đèn led báo trắng này các bác thấy không, nó rất là rõ luôn đó. Và đây thì nó sẽ dung tích của con này thì nó sẽ là mắc của nó là 1.7 lít nhá, hàng bằng thủy tinh nhá. Đấy, hàng bằng thủy tinh như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là an toàn luôn, đun nóng đun niếc cực kỳ an toàn luôn. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Đức nhá, giá của nó sẽ là 360.000. 360.000 cho con ấm siêu tốc Đức như này, ấm siêu tốc Đức 360.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc bằng inox nhá. Đấy, ấm siêu tốc bằng inox. Con này thì nó cũng là hàng của Đức và nó sẽ là hàng bằng inox như này. Cho nên là em để tránh nhầm tên thì em lên cho các bác đó sẽ là ấm siêu tốc inox nhá. Ấm siêu tốc bằng inox này. Con này thì giá sẽ là 450.000 nhá. 450.000 cho con ấm siêu tốc inox như này. Đây, nắp của nó này. Đấy, nắp điếc của nó rất là ngon luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lẫy gạt này, lẫy gạt thế này. Có báo nước ở đây nhá, có báo nước ở đây. Đấy, dung tích của nó thì mắc của nó cũng là 1.7 lít luôn, mắc của nó là 1.7 lít. Hàng thì cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá, hàng dày dẫn chắc chắn bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc inox nhá, ấm siêu tốc inox, giá sẽ là 450.000. Đó. Con này thì các bác lên cho em đó là ấm siêu tốc inox này, giá sẽ là 450k nhá. Ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay sinh tố này. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá, 2 lít. Đấy. Cối xay inox 2 lít này. Đấy, con này cối của nó là 2 lít. Cối của nó là 2 lít và cái lưỡi này của nó là 4 lưỡi kép như này, 4 lưỡi kép như này. Đấy, cối 2 lít, 4 lưỡi kép. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Máy cực kỳ là khỏe nha, và nó sẽ có cho các bác là hai công tắc nhá. Đấy, hai công tắc thì nó sẽ có số 1 và số 2. Đấy các bác này. Đấy, số 1, số 2 đây. Đây em bật cho các xem. Đấy. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Lên mã giúp cho em đó là cối xay inox nhá, cối xay inox 2 lít. Cối xay inox 2 lít thì con này nó sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Đấy. Lên cho em là cối xay 2 lít, con này sẽ là 150.000 nhá, 2 lít cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác con máy xay Osaka nhá, máy xay Osaka. Con này thì thân của nó bằng nhựa và vỏ của nó cũng cái khay đựng của nó cũng bằng nhựa luôn. Đó. Và có gioăng giếc các thứ cẩn thận như này. Đó. Giá thì con này giá rất hợp lý cho bác luôn, giá chỉ có 145.000 thôi, 145.000 cho con này. Thì các bác có thể dùng con inox hoặc là nếu các bác dùng nhỏ gọn thì dùng con này chứ. Đấy. Nếu dùng thích nhỏ gọn thì dùng con này. Osaka Japan, hàng của Nhật nhá. Sử dụng điện 220V, dung tích của con này thì nó sẽ là 700ml. Đấy, 700ml các bác nhá. Đó, con này thì 700ml thôi, còn con inox của nó là 2 lít. Con này thì giá sẽ là 145.000. Tiếp theo thì em lên cho bác một số các cái mã. Đầu tiên nó sẽ là một cái nồi lẩu Osaka nhá. Nồi lẩu Osaka. Giá sẽ là 390.000. 390.000 cho một con nồi lẩu Osaka như này. Đấy, đây nó sẽ là kính cường lực này. Đây là cái con nguồn của nó này. Và nó sẽ có cho các bác là một cái khay hấp như này nhá, một khay hấp như này.
Đấy, đây là các cái phụ kiện đi kèm đây. Các phụ kiện đi kèm về nhà các bác lắp ráp vào cho em. Con này thì ngoài ăn lẩu thì các bác có thể dùng có chống dính luôn. Có chống dính rất là ngon nhé. Các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu các kiểu con này đều được hết nhé. Đấy, chiên rán xào nấu các kiểu con này đều được hết luôn. Đó, hàng của thương hiệu Osaka. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác một con máy xay con nồi lẩu Osaka như này, giá của nó sẽ là 390.000 nhá. Đấy, vung kính cường lực luôn, nguồn nhiếc của nó ngon lành luôn. Lên mã giúp em là lẩu Osaka, giá sẽ là 390.000. 390.000 cho em nồi lẩu Osaka như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng nhá, nồi lẩu 2 tầng. Con này thì giá sẽ là 230.000. Đấy, nó sẽ có 2 tầng như này. Khi các bác ăn lẩu bình thường thì các bác dùng như này cho em. Đấy, cáp nguồn của nó đây, cáp nguồn của nó đây. Đó, một con nồi lẩu 2 tầng như này, tráng đá chống dính. Ngoài các bác dùng để chiên, rán, xào, nấu để ăn lẩu ăn niếc đều ok hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình hấp xôi này. Đấy, hấp xôi, hấp gà, hấp cá này. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho nước xuống dưới sau đó thì mình đun như bình thường là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 nhá. Lên mã giúp cho em là nồi lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230.000. Tiếp theo chuyên mục lẩu thì bên shop còn một con nồi lẩu mini nữa. Con này rất là tiện dành cho các bác ở phòng trọ này, hoặc là các bác nào muốn ăn đồ ăn nóng này. Đấy, đồ ăn nóng sốt, dung tích của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1 lít các bạn. Đấy, vào khoảng từ 800 đến 1 lít. Con này thì siêu tiện dụng luôn nhá. Đấy, cũng có cả khay hấp có số 1, 2 như này. Ưu điểm của con này thì các bác chỉ cần là cắm cáp nguồn vào cho em. Đấy, cho nước vào đây. Cũng có chiên rán xào nấu được hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng khay hấp khay nhiếc rất là ngon. Đặc biệt là bác nào ở phòng trọ này hay ăn mì này hoặc là ăn lẩu ăn niếc thì dùng con này rất là ok. Đặc biệt là mùa đông mà các bác muốn ăn canh nóng thì các bác cho vào đây cho em. Đấy, hai vợ chồng có tí dưa chua hoặc là tí cà chua sốt, các bác cho vào đây ăn rau sống rất là ngon luôn. Nhỏ gọn, tiện dụng, bền đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 100. Các bác lên cho em là nồi lẩu mini, giá sẽ là 150.000 nhá. Nồi lẩu mini, giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nồi kho cá nhá. Nồi kho cá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, của thương hiệu Matika. Matika hàng của Nhật. Nó sẽ có cho các bác là nấc số 1, số 2, số 3 đây, nhanh chậm tự động các kiểu con là điểu luôn. Và con này nồi kho cá thì nó sẽ là nồi nóng chậm nhá, nóng chậm. Ví dụ các bác cho cá, cho dưa, cho đồ nấu, đồ chiên, đồ kho vào đây thì các bác cứ cắm cho em là qua đêm này, hoặc là cắm từ sáng đến tối thì mới ăn được các bác nhé. Đấy, hàng này thì bên em bảo hành lỗi một đổi một cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là nồi kho cá. Đấy, con này thì nó sẽ là đây 220V 50Hz, 235W và 2,5 lít nhá, 2,5 lít. Đó, rất tiện dụng đây, thông số rõ ràng luôn. Tiếp theo là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con bếp từ nhá, bếp từ hàng của thương hiệu Philips nhá, bếp từ hàng của thương hiệu Philips này. Đấy, đây, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, hàng thương hiệu Philips sản xuất ở Thái Lan. Độ dày của nó thì sẽ là 5 ly nhá, độ dày của nó là 5 ly, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40 và chiều ngang thì hơn 30, khoảng 30 nhá. Của nó là bên trong đều bằng đồng hết này, đồng đỏ au như này. Đấy, và có tặng kèm 300 có tặng kèm một cái nồi như này các bác nhá. Có tặng kèm một cái nồi như này thì rất là ngon lành cho bác luôn. Đó. Có tặng kèm một cái nồi như này. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bếp từ Philips nhá. Bếp từ Philips, giá thì sẽ là 350.000 cho con bếp từ Philips như này nhá. Lên cho em là bếp từ Philips, giá sẽ là 350.000. Đó, rất hợp lý. Có tặng kèm một cái nồi nhá. Cái này là hàng tặng kèm thôi, khi các bác nhận hàng có thể nó bị bóp méo thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Đấy, nó rất là mỏng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini, giá thì sẽ là 270.000 cho một con nồi cơm mini này. Con này rất tiện dụng luôn. Đấy, các bác dùng ví dụ như nhà gia đình có ít người này. Đấy, gia đình có 2 người. Đấy, hai người, hai ông bà thì dùng cho em cái nồi cơm mini này rất là tiện luôn. Hàng của Nhật, của thương hiệu Chigo. Đấy, Chigo của Nhật này. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, có chống dính các thứ đàng hoàng, rất dày dẫn nhá, mâm miếc ngon nhá. Con này thì các bác bắt buộc là mình phải bê nhá, chứ nó không ấy được, nó không có quai sách đâu. Nó rất là nhỏ gọn nên các bác dùng khi dùng thì mình bê như này cho em này. Bê này cho em, hàng thương hiệu Chigo. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Giá thì sẽ là 270.000 cho một nồi cơm mini như này. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác các sản phẩm đó là cái nồi cơm sáp nhá. Nồi cơm sáp, hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây. Nồi cơm sáp của Nhật này. Con này hàng nguyên đai nguyên kiện nhá, cực kỳ là ngon luôn. Đó, mâm dày dẫn chắc chắn. Giá sẽ là 500.000.
500.000 cho một con nồi cơm sáp thế này các bạn ạ. Nồi cơm sáp 500.000 bên em bao ship. Mâm miếc của nó cực kỳ dày luôn nhá. Mâm của nó cực kỳ dày luôn. Mâm dày, nồi đế dày nhá. Cáp chiếc các thứ đàng hoàng này. Đấy. Mâm dày, nồi đế dày. Giá sẽ là 500.000 nhá. 500.000 cho một con nồi sáp như này. Đấy, 500k cho một con nồi sáp như này nhá. Con này thì cực kỳ tiện ích luôn. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Và mâm của nó là nồi của nó là thuộc cái dạng là nồi nồi đất nhá. Nồi đất ôm vòng như này. Đấy, nồi niêu đất ôm vòng như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là đã các bạn. Đấy, rất là đã luôn. Nó ôm vòng tròn như này thì khi các bác sử dụng thì khá là tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, nó giữ nhiệt tốt nhá. Đấy, nó sẽ thuộc dạng niêu đất, giống như kiểu niêu đất ấy. Nó ôm, giữ nhiệt tốt. Quai sách như này thì không sợ bị gãy bị bong nhá. Quai sách này không sợ bị gãy bị bong. Đấy, nồi của thương hiệu Sáp. Nó là dòng nồi cơ cho nên là dùng nó rất là an toàn và tiện ích nhá. Các bác chỉ cần nhấp này cho em là xong này. Đấy. Nấu cơm ngon nhá, nấu cơm ngon. Lên cho em là nồi cơm Sáp, giá sẽ là 500.000. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kẹo của Hàn Quốc này. Đấy, kẹo của Hàn Quốc đây. Đấy các bác lên nha, em là kẹo Hàn Quốc nhá. Kẹo Hàn Quốc như này. Đấy. Một gói này thì dung tích của nó sẽ là dung tích của nó thì hàng này thì của tập đoàn Samsung này, của tập đoàn Samsung. Đấy, nó kết hợp với các cái thương hiệu khác để nó sản xuất nhá. Đấy. Hạn sử dụng thì đến năm 2026 luôn. Hàng của Hàn Quốc chuẩn xịn luôn này. Đấy, cây sâm đây. Made in Korea nhá, Made in Korea. Các bác lên cho em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá, kẹo sâm Hàn Quốc. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên mã giúp cho em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho một gói kẹo như này. Đấy, 90.000 cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc như này. Dung tích của nó sẽ là 500g này, 500g. Đấy. Lượng calo của nó thì tới là 1967 calo. Hàng này thì ví dụ các bác đi tàu đi xe này hoặc là các bác mệt mỏi thì mình chỉ cần là ăn 1-2 chiếc là mình sẽ tỉnh táo luôn. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng luôn, hàng sách tay của Hàn Quốc nhá. Made in Korea. Lên cho em là kẹo sâm Hàn Quốc, giá sẽ là 90.000 cho một gói như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái trà sâm nhá. Trà sâm cũng của Hàn Quốc luôn, hàng Made in Korea của Hàn Quốc đây. Đấy, một hộp này của nó thì nó sẽ là 100 gói các bạn. Một hộp này 100 gói luôn. Trà sâm Hàn Quốc này. Đây, hàng Made in Korea nhá. Một hộp này là 100 gói cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, hộp này là 100 gói như này. Hàng Made in Korea này. Đấy, nguyên tem nguyên kiện đây, Made in Korea này. Một hộp 100 gói luôn, hộp 100 gói như này. Đấy, hàng thì được chiết xuất từ sâm tự nhiên nhá. Hàng chiết xuất từ sâm tự nhiên, cực kỳ thơm luôn. Đấy, uống vào thì rất là tỉnh táo nhá. Uống vào rất tỉnh táo luôn. Đây các bác này. Đấy. Sâm tự nhiên này các bác này. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu nhá. Giá thì sẽ là 240.000 nhá. 240.000 cho một cái hộp hộp như này bao gồm cho các bác là 100 gói luôn. Hộp này bao gồm 100 gói, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy, một hộp này 100 gói. Lên mã giúp cho em đó là lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá, trà sâm. Đấy. Trà sâm này, giá của nó sẽ là 240k một hộp như này, bao gồm 100 gói, hàng của Hàn Quốc nhá, Made in Korea. Đấy, Made in Korea. Đây. Đấy, được chiết xuất từ sâm tự nhiên các bác này, chiết xuất từ sâm tự nhiên luôn. Cái này các bác có thể dùng để mình ăn trực tiếp này, hoặc là các bác pha ra nước uống rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 240.000. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Vấn nhá. Hôm nay thì bên shop cập nhật các cái mã hàng đồ cổ, đồ đồng. Đấy, đồ đồng mạ vàng rất là đẹp để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy thì bên shop về một số các cái mã đồ đây rất là hay và đẹp. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là các số hotline của bên em này. Các bác có thể liên hệ theo cái sản phẩm hotline này các bác nhé. Đó. Thì đầu tiên em sẽ lên cho bác đó là cái chuyên mạ vàng nhá. Bộ chuyên chén mạ vàng như này. Đấy. Chất liệu thì bằng đồng và mạ vàng các bác này. Bằng đồng mạ vàng rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy. Các bác có thể dùng để mình decor trang trí này hoặc là dùng để sử dụng trực tiếp pha trà các thứ rất là ok. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên này. Một chuyên 6 chén như này. Đấy, một chuyên 6 chén này rất là đẹp luôn nhá. Mạ vàng 18 carat nhé, mạ vàng 18 carat và có cho các bác một cái đĩa như này. Đấy. Bộ này thì các bác lên cho em là bộ chuyên mạ vàng nhá, bộ chuyên mạ vàng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 450.000 cho một cái bộ chuyên mạ vàng như này nhá. 450.000. Đây, một con chuyên đây. Đấy và tổng của nó sẽ có cho các bác là 6 chiếc chén như này, 6 chén đây. Rất đẹp luôn. Đấy, mạ vàng 18 carat rất là đẹp này.
Các bác có thể mua về để decor trang trí này, bày biện này, hoặc là mình sử dụng trực tiếp để mình uống trà, uống rượu đều ok hết nhá. Đấy, nó có tới 6 cái chén luôn. Bộ này thì Tết nhất các bác dùng để mình tiếp khách thì rất là sang xịn mịn luôn. Đó. Giá thì sẽ là 450.000 nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên mạ vàng nhá. Đấy, lên cho em là chuyên mạ vàng này. Chuyên mạ vàng. Giá của nó sẽ là 450k nhá. 450.000 cho cái bộ chuyên mạ vàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái bộ chuyên nữa, đó là cái bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia. Đấy. Bộ này thì sẽ là 700.000 tròn. 700.000 tròn, bộ này thì nó sẽ là to hơn. Đấy, đây cái chuyên của nó rất to như này. Con này thì của nó thì nó sẽ là hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng này. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn. Con này thì rất là to, chiều cao của nó thì vào khoảng 25 cm. Chiều rộng của nó thì gần 20 cm và nguyên cái phần bầu này thì chắc phải trên 10 cm. Đấy, lên cho em là bộ chuyên hoàng gia nhá, rất là đẹp luôn. Hoa văn hoa lá này, có đính ngọc nghiếc các thứ này, rất đẹp nhá. Đấy thì sản phẩm sẽ bao gồm một chuyên này và cũng cho các bác combo bao gồm 6 cái chén như này. Đấy, 6 cái chén như này nhá. Đấy, hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn và có một cái đĩa này. Một cái đĩa như này, rất đẹp nhá, hoa văn hoa lá cành nói chung là chấm hết luôn. Đấy, giá sẽ là 700.000 cho cái bộ chuyên như này. 700.000 các bác nhá. Đấy, 700.000 cho một cái bộ chuyên như này. Đây, chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia này. Đấy, biểu tượng cái này như kiểu là của điện Kremlin của Nga này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá. Giá của nó sẽ là lên cho em là chuyên hoàng gia này. Chuyên hoàng gia. Chuyên hoàng gia. Hoàng gia giá của nó sẽ là 700k nhé, 700k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ chuyên chén bằng đồng này. Đấy, các bác lên cho em là bộ chuyên chén bằng đồng. Bộ chuyên chén đồng này thì giá của nó sẽ là 400.000. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên như này, một cái chuyên như này các bác này. Đấy, rất đẹp các bạn, nặng, dày dẫn chắc chắn cho các bác này. Đấy, và rót riếc rất là ngon luôn. Và sẽ bao gồm cho các bác là combo là 6 cái chén như này nhá, 6 chén như này. Đó, đây. Cái này thì nó sẽ là hoa văn hình rồng phượng rất là đẹp luôn này. Đó, hình con rồng rất là đẹp luôn, hình rồng phượng. Đó, đây các bác theo. Đây, hoa văn rồng phượng rất là đẹp luôn. Đó, thì ở đây nó sẽ là một cái bộ chuyên 6 chén và một cái đĩa như này, một cái đĩa như này. Đó. Một chuyên 6 chén, một đĩa như này, các bác có thể dùng để uống trà này. Đấy rồi uống các loại nước đều ok hết nhá. Đó, đặc biệt là uống trà khô. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác một cái bộ chuyên hoàng gia chuyên chén đồng như này. Giá của nó sẽ là 400.000 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ chuyên đồng nhá, bộ chuyên đồng. Giá sẽ là bộ chuyên đồng này. Bộ chuyên đồng giá của nó sẽ là 400k nhá. 400k cho cái bộ chuyên chén đồng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái khay này nữa các bác này, một ít cái khay này nữa. Đó. Đây, nó sẽ là bao gồm là một khay hấp và một cái khay đựng như này bằng inox. Đấy, bằng inox nhá, một khay đựng này bằng inox này, kèm thêm một cái dàn như này. Cái này để các bác dán nem rồi dán thực phẩm thức ăn thì mình đựng cái này cho em nó rất là tiện. Đấy, con này đang bán bao nhiêu nhỉ? Con này thì em đang bán là 150 nhá. Đợt này về cho bác giá cực kỳ tốt luôn, chỉ còn 80.000 cho một cái bộ combo như này thôi. Đấy, 80k nhá. Lên cho em đó là khay dán nhá, khay dán thì sẽ bao gồm là một cái khay như này, một khay như này và một cái giá đỡ như này. Đấy. Lên cho em là khay dán nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 cho một cái bộ khay dán như này thôi. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy, giá này là giá rất hạt rẻ cho các bác rồi. Giá rất hạt rẻ nhá, chỉ có 80.000 cho một cái bộ khay dán như này thôi. Giá rất là tốt các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ô tự động nhá. Đấy, ô Nhật tự động này. Thì nó về nó có màu đen, màu nâu như này, màu đen màu nâu như này, rất là đẹp các bác này. Đấy thì giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái ô Nhật tự động như này thôi. Con này của nó thì nó rất là dễ sử dụng thôi. Ưu điểm của nó là nó đóng mở tự động, như là khi các bác dùng nó rất là tiện. Đây, ví dụ các bác giở ra cho em này. Đấy, tháo ra này. Khi mà mình mở thì mình chỉ cần bật này, nó sẽ bật này là nó sẽ đẩy ra các bác này. Đấy, bật này nó sẽ tự động nó đẩy bẩy ra. Nan thì nó sẽ là dòng nan kép 10 nan nhá, nan kép 10 nan và nó sẽ tự động đóng vào này. Khi các bác bấm vào thì các bác chỉ cần bóp này là nó sẽ đẩy vào này. Đấy thì nó rất là tiện luôn. Thì khi mình sử dụng thì nó rất là tiện. Đấy, các bác chỉ cần đẩy vào này xem, sau đó thì mình gấp nó lại. Đấy, còn khi mở ra thì các bác chỉ ấn này nó sẽ mở này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó, và khi thu vào thì các bác bóp này nó sẽ thu vào này, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là
ô dù nhật nhá, giá sẽ là 80.000 cho cái ô dù nhật như này. Con này bình thường nếu mà các bác, nếu bình thường các bác mà mua ở ngoài cửa hàng ấy, nó phải bán cho bác khoảng 120 đến 150. Đấy, bên shop bán giá chỉ bằng một nửa thôi, chỉ có 80.000 cho một con ô dù nhật như này thôi. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy các bác theo. Đấy, rất tiện. Đấy các bác cho vào nó rất là gọn gàng luôn, mình có thể sử dụng để mình mang đi trên ô tô này, xe đạp, xe máy hoặc là bỏ vào trong vali đều được hết nhá. Chỉ dài khoảng 30 cm thôi. Ô dù nhật nhá, lên cho em là ô dù nhật này. Ô dù nhật giá của nó sẽ là 80.000 một chiếc nhá, 80.000 cái ô dù nhật như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái khay hấp bánh bao nhá. Đấy, khay hấp bánh bao. Thì con này các bác có thể vừa dùng để hấp bánh bao hoặc là đựng hoa quả đều ok hết này. Bên này đựng hoa quả này. Đấy, hoặc là để hấp bánh bao này. Hàng bằng inox 304 cực kỳ dày dẫn nhá, hàng Việt Nam chất lượng cao nhá, qua theo. Đây. Rất tiện ích luôn. Đấy, và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu khay hấp bánh bao này nhỉ? 50.000 cho một cái con khay hấp bánh bao này thôi. Giá rất hạt rẻ cho bác luôn, khay hấp bánh bao. Giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cốc tự khuấy này. Con này thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, pha các loại hạt đều ok hết nhá. Đó. Thì rất đơn giản thôi các bác. Chỉ cần là cho pin vào dây đít này, sau đó thì mình bật lên là có cái viên nam châm từ trường ở đây, nó sẽ tự khuấy cho các bác luôn. Thì rất là tiện. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một cái cốc tự khuấy như này nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy. Đấy. Thì các bác chỉ cần là lắp pin vào đây. Đấy, nó sẽ có hướng dẫn lắp pin ở dưới đít này. Lắp pin vào, đậy nắp lên là xong. Thì các bác có thể là pha trà, pha cà phê ở đây đều ok hết nhá. Cốc tự khuấy giá sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Đó. Tiếp theo thì mai bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái em còn một ít kia mã máy sấy tóc hàng của thương hiệu Toshiba này. Máy sấy tóc hàng của Toshiba, công suất là 1.800W, hàng của Toshiba nhé. Còn một ít cái mã này nữa, con này bên em đang bán là 120.000, hôm nay thanh lý nốt cho bác với giá đó là 70.000 nhé. 70.000 cho một con máy sấy tóc hàng Toshiba như này, công suất của nó sẽ là 1.800W nhé, 1.800W. Đây, chỗ này em chỉ còn nhiều đây thôi, chỗ này chắc là khoảng hơn chục cái thôi, hơn chục cái được các bác nhé. Đó, giá thanh lý nốt cho các bác, giá cực tốt luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 cho một con máy sấy tóc Toshiba như này, 70.000 các bác nhé. Đó, còn hơn chục chiếc nữa. Em thanh lý nốt cho bác, công suất của nó sẽ là 1.800W, điện 220V. Đây, có hai công tắc như này và có hai nấc nhá. Dây dài khoảng từ khoảng 1,5 m. Dây là dây 0,75 nhá. Đó, đầy đủ thông số giác luôn, hàng của thương hiệu Toshiba, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái quạt ô tô nhá. Quạt ô tô thì con này các bác dùng để mình đấu nối vào cái cắm vào cái tẩu ô tô, hoặc là các bác dùng đấu vào cái ắc quy cho em. Đấy, nhà nào bác nào có ắc quy 12V thì mình đấu cái phần dương là vào cái phần lõi trong này và phần âm là đây. Đấy, đấu vào cho em là xong. Đó, sau đó thì bật công tắc lên. Các bác có cái cục đổi nguồn mình có thể dùng trực tiếp ở dưới đất hoặc là cắm lên tẩu ô tô đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một cái quạt ô tô như này. Con này thì có thể xoay 360 độ được luôn nhá, xoay 360 độ này, rất là tiện luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt ô tô nhá, quạt ô tô. Giá thì sẽ là 130.000 nhá, 130.000 cho cái quạt ô tô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá, bàn chải đánh răng. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây, nó sẽ là một con bàn chải như này, kèm cho các bác là một thân máy và bốn đầu bàn chải, một cáp sạc. Về nhà các bác chuyên dùng để đánh răng cho em thì nó rất là tiện. Đấy. Đấy, bốn đầu bàn chải này bây giờ các bác đi mua một cái đầu bàn chải này mất 20.000 rồi. Đấy, bốn cái đầu bàn chải mất 80.000 đây mà mua cả máy cả đầu bàn chải như này mới hết có bao nhiêu? Mới hết có 60.000 thôi. Đấy các bác này. Cái này nó rung rất là mạnh luôn nha, rung rất là mạnh luôn. Và tần suất rung của nó sẽ là 32.000 vòng trên một phút nhá, 32.000 lần trên một phút. Rung rất là mạnh. Đấy, con này thì giá chỉ có 60.000 thôi cho một con bàn chải điện như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn chải điện, giá sẽ là 60.000 một chiếc. 60.000 cho một cái bộ bàn chải điện như này các bác nhá. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật rất là nhiều mã hàng mới thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Nay thì bên shop về cho bác một cái mẫu ổ điện mới nhá. Thì các bác lên cho em ổ này, nó sẽ là ổ trắng này.
Đấy, có công tắc đóng ngắt đây, em sẽ cắm điện trực tiếp vào cho bác xem luôn. Con này thì dây nó sẽ dài tầm khoảng là trên 1 mét các bạn. Đấy, dây dài trên 1 mét. Đây. Đấy, nó tầm khoảng 1,5 mét gì đấy các bạn nhá. Đấy. 1,5 mét, 1,5 mét, 1,8 mét. Đây, cắm điện trực tiếp này. Bật công tắc lên các bạn này. Đấy, bật công tắc lên có đèn báo nhá. Nó sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 ổ cắm và có hai chân USB như này nhá. Hai chân USB để các bác cắm ổ USB vào đây cho em này. Đó, hai chân USB như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 nhá, 60.000. Lên mã giúp cho em đó. Các bác lên cho em là ổ trắng nhá. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là ổ trắng. Giá sẽ là 60k. Đó, lên mã giúp cho em đó là ổ trắng này. Đó. Ổ trắng giá sẽ là 60k nhá. 60.000 thì có ổ trắng như này. Đấy, giá sẽ là 60.000. Đây, có công tắc này. Đấy, có công tắc đóng ngắt các bác nhá. Có công tắc đóng ngắt, có đèn báo các bác nhá. Con này thì giá sẽ là 60.000. Lên cho em là ổ trắng 60k này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dòng ổ xanh nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một con ổ xanh như này các bác này. Con ổ xanh này thì giá của nó sẽ là 50.000. 50.000 các bác nhá. Đó. Giá của nó sẽ là 50.000 các bác nhá. Con này thì nó sẽ là 1 2 này 3 4 này 5 6 ổ cắm và 3 chân USB nhá. 6 ổ cắm, 3 chân USB. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. Đấy. Con này thì cũng có ổ cắm và có đèn báo các bác nhá. Có đèn báo luôn các bác này. Đấy, đây đèn báo đây các bác này. Đấy. Có đèn báo sáng như này, có 3 chân USB, có đèn báo sáng nhá. 3 chân USB có đèn báo sáng. Giá thì sẽ là 50k. Các bác lên cho em là ổ xanh 50.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái dây sạc béo này. Dây sạc béo này thì nó sẽ có cho các bác là đèn báo như này luôn. Đấy, có đèn báo như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái dây sạc béo như này, giá của nó sẽ là 50.000 cho cái sạc béo như này nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. Dây dài khoảng là 1 mét nhá. Đấy, khoảng từ 90cm đến 1 mét. Cắm điện và là có đèn báo nhá. Và dây của nó thì nó rất là to luôn, thì các bác dùng bền này. Đấy, dẫn điện tốt thì các bác sạc rất là nhanh. Và ưu điểm của con này là có đèn báo luôn, có đèn báo như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. Dây này thì chống quấn, chống giật, chống đứt được hết các bác nhá. Đấy, rất là tốt cho các bác luôn. 50.000 cho một con dây to bự như này. Các bác lên cho em là sạc béo, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là cái sạc gầy. Đấy, cái này thì cũng chiều dài từ 90cm đến 1 mét. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 nhá. 30.000. Đấy. Con sạc béo này thì Minh ơi, con sạc béo này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu. Màu tắt cái đèn này đi. Tắt đèn cho vỗ con muỗi đi, nó đang. Nó sẽ có hai màu nhá, màu xanh và màu đỏ này. Màu xanh màu đỏ thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đó. Còn đây nó sẽ là cái con sạc gầy này 30.000 này. Đấy, còn cái con ổ xanh này thì sẽ là 50.000 nhá. Coi lên cho em là ổ xanh này. Đấy, ổ xanh. Giá sẽ là 50k. Con này thì dây dài khoảng 1 mét nhá. Dây dài khoảng 1 mét. Con này sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là vòng đá nhá. Vòng đá. Đây là một cái con vòng rất là tốt luôn. Đấy, thì nó cũng giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là đẹp như này. Thì các bác có thể dùng để mình đeo như này rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá này, rất là đẹp luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000. Đấy, ở đây thì nó sẽ là có hình như kiểu là hình một con trâu hay con sư tử gì đấy các bác này, rất là đẹp luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá nhá. Vòng đá. Giá thì chỉ có 35k cho một chiếc vòng đá như này thôi. Các bác có thể đeo trang sức này, và ngoài ra thì nó sẽ giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá nhá. Vòng đá, giá sẽ là 35k cho một cái vòng đá nhá, 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ này. Đây, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này, một cáp sạc và một cái bộ thẻ. Có cái nút nguồn on up ở đây này. Về nhà các bác bật cái nút nguồn này lên cho em này. Đó. Sau đó thì các bác lắp cái thẻ vào cho em này. Đấy, lắp thẻ vào này. Đấy, lắp thẻ vào là nó sẽ tự đọc thôi. Đấy, đây các bác này. Có cả song ngữ. Bố. Father. Đấy, có cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn nhá. Mẹ. Mother. Đó. Rất rõ ràng luôn, tiếng Anh, tiếng Việt, các thứ đàng hoàng. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là 212 thẻ này với các cái nội dung khác nhau nhá. Đấy, đầy đủ nội dung nhá. Thì giúp cho các trẻ em nó có thể học và ngâm cứu rất là tốt luôn. Đấy, và tránh xa điện thoại, máy tính bảng, nó cũng là một cái dòng đồ chơi công nghệ. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ nhá. Lên cho em là đọc thẻ này, máy đọc thẻ. Đọc thẻ, giá của nó sẽ là 90k cho một cái máy đọc thẻ này nhá, 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nồi 5 món nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ nồi 5 món này, bộ nồi 5 món, giá thì chỉ có cho bác là 100
140k thì cái bộ nồi 5 món như này thôi. Đấy, đây, con to nhất của nó thì khoảng 24 cm nhé. Và con nhỏ nhất thì khoảng là 12 cm. Đấy. Thì các bác cứ nồi nào vung đấy cho em. Đấy, nồi nào vung đấy như này. Nồi nào vung đấy này các bác cứ đậy vào cho em là xong nhé. Đấy. Nồi nào vung đấy thì mỗi nồi là có một vung luôn. Đấy, nồi nào vung đấy là nó để lọt vào nhau như này. Đấy, để lọt vào nhau là các bác dùng nó rất là tiện. Đấy. Nồi nào vung đấy, cứ thế là mình đậy vào nhau thôi. Đấy, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món. Đấy. 5 cái nồi luôn. Bộ nồi 5 món giá sẽ là 140.000. Bảo con kia giải tán. Bộ nồi 5 món này. Bộ nồi 5 món giá sẽ là 140k nhá. 140k cho bộ nồi 5 món. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác ít cái đồ của lính Mỹ nhá. Đồ của lính Mỹ thì sẽ bao gồm cho các bác là mũ này. Đấy, bên em sẽ có mũ này. Mũ một cái mũ dàn di đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một cái mũ dàn di đẹp như này các bác nhá. Đấy, 80.000 cho một chiếc mũ dàn di đẹp như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là mũ dàn di nhá, mũ dàn di. Giá của nó sẽ là 80k này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là một con thắt lưng Z như này, thắt lưng dù nhá. Các bác lên cho em là thắt lưng dù. Dòng này thì cũng rất là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Đấy, chỉ có cho các bác là 80k cho một con thắt lưng dù này thôi. Sử dụng thì cực kỳ đơn giản, các bác chỉ cần sập xuống này xong rồi. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Z nhá. Tuổi đời của con này thì từ năm 1941. Công ty của con này thì nó là chuyên sản xuất đồ lính Mỹ cho các bác luôn. Cái thắt lưng dù này thì các bác dùng chỉ có bao giờ mà chán thì vứt đi thôi, chứ không bao giờ hỏng được các bác nhá. Dòng này dùng không bao giờ hỏng được luôn. Đó, và rất là tiện này các bác, có tí tuổi là mình dùng nó rất là sướng. Chỉ cần sập vào này cho em là xong. Đấy, khi mở ra thì các bác đẩy này nó ra này, sập vào này. Đấy, cứng cực kỳ luôn các bác nhá, dùng rất là thích này. Hàng của thương hiệu Dép của Mỹ nhá. Hàng Dép của Mỹ. Đó, còn đây thì nó sẽ là con mũ của lính Mỹ này. Đây. USA các bác này, USA. Đó. Thì combo cho các bác nhá. Đấy, thì các bác có thể mua combo hoặc là mua lẻ cũng được. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng dù nhá, thắt lưng dù, giá sẽ là 80.000 này. Đấy, hoặc là mũ dàn di nhá, mũ dàn di, giá cũng là 80.000 luôn, mũ dàn di, giá sẽ là 80.000. Hàng đội ôm form đẹp quá nhá. Đấy, ôm form rất là đẹp luôn. Đấy, hàng ôm form rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái vật mũi thông minh nhá, vật mũi thông minh. Các bác lên cho em là vật mũi đứng này. Con này thì đây, các cái thông số điện của nó đây các bác này. Đấy, các thông số điện của nó đây. Đó, 5V 1A 300V. Đó, đây. Thì con này của nó thì về nhà có cái đế như này, các bác cắm ở cái ổ USB nhà mình, hoặc các bác có thể mua cái ổ xanh, ổ trắng kia cũng được. Đấy, và đây các bác này. Đấy, nó sẽ đánh điện như này các bác này. Đấy, đánh điện rất là mạnh luôn. Thì con này rất là tiện nhá. Và có chức năng là đèn hồng ngoại như này thì có chức năng bắt muỗi tự động nhá, hoặc là sử dụng để vật muỗi bình thường. Giá sẽ là 150.000 nhá. Về nhà thì các bác chỉ việc để đứng như này thôi. Sau đó thì các bác cắm cái này vào chân USB và để như này. Đấy là muỗi ruồi nó sẽ bay vào đây và nó sẽ chết nhá. Đấy. Lên cho em là vật đứng nhá, vật đứng. Giá sẽ là 150.000 nhá. Vật đứng này. Đó. Vật đứng, giá của nó sẽ là 150k cho cái vật muỗi đứng như này, 150.000. Nó bao nhiêu? Vật đứng 150.000 nhá. Đợt này về cho các bác giá tốt chỉ còn là 130k thôi, 130k. Đó, 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái rổ vuông nhá. Đấy, rổ vuông thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là thế thôi. Bỏ cái bàn chải ấy. Rổ vuông nhá thì một bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 đôi nhá, 3 đôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 3 chậu 3 rổ như này. 3 chậu 3 rổ như này. Hàng này của nó thì siêu dai luôn các bác này. Đấy, siêu dai luôn, các bác tha hồ sử dụng luôn. Siêu dai luôn, bẻ biếc các thứ ok nhá. Các bác dùng để rửa rau nó rất là tiện này, rửa rau rồi đựng rau thơm, rau mùi, các loại rau dạ này. Đấy. Con to nhất của nó thì lên tới là 30 mấy cm cơ. Và con nhỏ nhất thì trên 20 cm. Đấy, một combo như này bao gồm cho các bác là 3 đôi nhá. Đấy, lên cho em là bộ rổ vuông này. Bộ rổ vuông. Bộ rổ vuông giá sẽ là 90k cho cái bộ rổ vuông như này. Đấy, 90.000 nhá. 90.000 cho cái bộ rổ vuông như này. Hàng nhựa của Việt Nhật nhá. Hàng nhựa Việt Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. 2 lớp bộ rổ vuông. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải nhá. Vỉ bàn chải. Bao tiền vỉ này nhỉ? Các bác lên cho em là vỉ bàn chải nhá. Đấy, hàng thì hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy. Một vỉ này của nó thì sẽ bao gồm là 1 2 3 4 5 6 cái này. 6 cái bàn chải này. Đấy, đủ màu cho các bác luôn. 6 bàn chải đủ màu. Dòng này thì của nó thì chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vỉ bàn chải nhá. Đấy, vỉ bàn chải. Vỉ bàn chải này. Đó, vỉ bàn chải chuyên các bác chuyên dùng để mình đánh răng rất là ok luôn. Đấy. Đầu bàn chải này. Hả? 35.000 nhá. 25.000. Đấy. 25k cho một vỉ bàn chải như này bao gồm là 6 chiếc các bác nhá. Giá siêu rẻ cho các bác luôn. Bình thường nếu các bác ra chợ mà mua một vỉ một cái bàn chải không đã 20 25.000 rồi.
Thế mà đây em bán 25.000 cho 6 chiếc luôn. Đấy, 25.000 cho 6 chiếc như này. 1 2 3 4 5 6 nhá. Đấy, hàng tuyệt đẹp cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bão quạt nhá, đèn bão quạt. Đấy, đèn bão và có quạt các bác này. Đây nó sẽ làm con đèn như này. Kéo lên là nó sáng này. Ngoài ra thì nó sẽ có chức năng cho bác là quạt mát này, rất là mát luôn các bác này. Đấy. Các bác nghe tiếng gió nó kêu là các bác đã biết cái độ mát của nó rồi. Dòng này của nó thì siêu mát luôn các bác nhá. Gió rất là mạnh luôn, các bác có thể mở ra như này được này. Đấy, mở ra như này. Gió rất là mạnh các bác nhá. Gió vù vù luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k tròn cho một con đèn bão như này, có pin năng lượng mặt trời, có cả chân sạc cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ có sẵn chân sạc về nhà các bác, chỉ việc là cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy. Đây, có sẵn chân sạc như này rồi. Về nhà các bác cắm trực tiếp sạc điện 220V cho em nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái đèn bão quạt như này. Đèn bão quạt như này giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão quạt nhá. Đèn bão quạt này. Đèn bão quạt giá sẽ là 100k cho một em đèn bão quạt như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bộ quần áo mưa nhá. Bộ quần áo mưa, hàng thương hiệu Tú Phong, hàng Việt Nam chất lượng cao, mặc vào nó sẽ đúng như này. Đấy, chất liệu của nó thì chống thấm các thứ rất là tốt luôn. Size của nó sẽ là size 3XL, size to này. Đấy, chất liệu của nó thì các bác mặc giày nắng, giày mưa đều được hết nhá. Đấy, giày nắng đều mưa được hết. Giày nắng thì sẽ là chống nắng rất là tốt luôn, và giày mưa thì sẽ là chống mưa. Đó, và đặc biệt là miền Bắc thì nếu mà trời lạnh các bác mặc thì rất là ok luôn đây các bác này. Đấy, chất của nó đây các bác này. Đấy, hai lớp luôn các bác nhá. Rất là tuyệt vời luôn, cả quần cả áo luôn. Đấy, lên trên là bộ quần áo mưa. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 195.000 nhá. Đấy, lên trên là bộ quần áo mưa. 195k đó, bộ quần áo mưa này. Quần áo mưa giá sẽ là 195k. Con này em bán là giá siêu rẻ đấy. Các bác mà ra ngoài cửa hàng, nếu họ bán cho các bác là tầm 300.000 cơ. Tầm 300.000. Nhưng mà hàng online thì em bán cho các bác giá rất là tốt luôn. Rồi, ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì Phạm Huấn tiếp tục về các mã hàng. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hôm nay thì bên shop về ngập tràn các mã hàng mới luôn, để trân trọng gửi tới các bác nhá. Đó. Thì mã đầu tiên bên shop tiếp tục về cho bác cái kìm mũi nhọn này. Kìm mũi nhọn thì nó về sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, một cái mẫu là nhọn thẳng và một cái mẫu là nhọn lệch như này. Đấy. Thì các bác lấy cái mẫu nhọn thẳng thì lấy, mà lấy cái mẫu nhọn lệch thì lấy nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đều là 40.000 cho một con kìm như này. 40k cho một con kìm như này nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là mẫu nhọn lệch này. Đấy, và nó sẽ lệch như này. Thì các bác có thể dùng để mình vặn ốc này, rồi kẹp linh kiện các thứ nhá. Còn con này thì nó sẽ là kìm nhọn thẳng này. Đấy, thì bên shop có hai mẫu. Một là mẫu nhọn lệch, hai là mẫu nhọn thẳng. Thì giá đều là 40k hết nhá. Đều là 40.000. Các bác lấy muốn lấy loại nào thì lấy. Hàng thì nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. Đấy, Japan này các bác này. Đó đây. Đây, Technology Japan các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu kìm đỏ đa năng nhá. Kìm đỏ đa năng. Đấy, em lên tên thì nó là kìm đỏ nhưng mà nó về thêm cả cái mẫu màu bạc như này. Đấy. Thì giá con này thì sẽ là 100.000 cho một con kìm như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Giá sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này. 100k một chiếc, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. 100.000 cho một chiếc kìm đỏ như này thôi. Ở đây thì nó sẽ có chức năng đầu tiên là tuốt dây này, thứ hai là bấm cốt này, thứ ba của nó sẽ là cắt dây, xoắn ốc rồi vặn dây các thứ này. Hàng thì thép CRV, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kìm đầu bằng nhá. Đấy, kìm đầu bằng FO hay còn gọi là kìm bạc. Đấy, các bác lên cho em là kìm đầu bằng FO cũng được mà kìm bạc cũng được. Đấy. Con này thì giá sẽ là 180.000 các bạn, 180.000. Hàng cũng nội địa của Nhật, Japan các bạn này. Đấy, Japan đây. Cái này thì sẽ có cho các bác là phần tuốt dây này, bấm cốt, cắt dây rồi vặn ốc các thứ đầy đủ, nó cũng giống như con kìm đỏ nhưng mà con này thì nó sẽ đắt hơn một chút và dài hơn một chút nhá. Đây. Đấy, so sánh hai con luôn này. Đấy, hai con nhá, đều là kiểu dáng rồi kích thước rồi cũng ứng dụng cũng na ná như nhau, nhưng mà hàng chất lượng hơn thì giá tốt hơn. Con này các bác lên cho em là kìm bạc FO nhá. Đấy. Kìm bạc này. Kìm bạc FO giá sẽ là 180k nhá, 180.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đai đai siết các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là đai siết. Một hộp này của nó thì sẽ là 26 cái tất cả các bạn. Một hộp này là 26 cái. Đây, các kích thước của nó đây các bác nhá. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức các bác này. Hàng của Đức này. Đây, Germany này. Đó, Germany. Hàng này thì
được nhập khẩu và phân phối bởi đến từ đất nước Đức nhá, hàng đến từ đất nước Đức luôn đó. Giá thì con này nó sẽ đủ cho các bác các kích cỡ to nhỏ lớn bé đầy đủ luôn, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Và cái giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 50 cành cho một cái hộp đai như này thôi. Đấy, lên cho em là đai siết nhá, giá của nó sẽ là 50k một hộp như này. Đây em sẽ bóc qua cho các bác xem này. Đấy, cái này nó còn đang nguyên niêm phong này các bác, nguyên niêm phong như này. Đây các bác này. Đấy, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là tổng là 26 chiếc tất cả các bạn. Đây, 26 chiếc tất cả này. Đai của nó thì nó sẽ là đai kẽm. Đấy, chống rỉ cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Một hộp này là 26 cái, nếu em không đếm nhầm thì nó là 26 đây. Ở đây nó là 26 đây con này. Đấy, tổng là 26 cái. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đai siết. Lên đã giúp cho em đó là đai siết này. Đấy. Đai đai siết giá sẽ là 50k cho một cái đai siết như này. 50k cho một hộp đai siết như này bao gồm 26 chiếc nhá. Đầy đủ cho các bác luôn. Combo to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ này. Đấy, combo cho các bác như này. Giá chỉ có 50k thôi. Lên cho em là đai siết nhá. Đai siết giá sẽ là 50k một hộp bao gồm 26 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu thước kẹp gem. Thì bên shop sẽ có hai dòng, một là kẹp gem cơ. Đấy, bằng thép, và hai là kẹp gem điện tử. Con kẹp gem điện tử này thì được làm từ sợi carbon nhá, được làm từ sợi carbon. Đấy. Và đây nó sẽ có cái phần cản pin này, các bác tháo cản pin cho em là dùng thôi. Đấy. Và con này thì nó sẽ là kẹp bằng số điện tử như này nhá, kẹp bằng số điện tử như này. Con này thì giá sẽ là 100k cho con thước kẹp gem điện tử như này nhá. Đấy, 100.000. Và chiều dài của nó thì sẽ là 15 cm, 150 mm này, 15 cm. Đấy, và các bác muốn cho về không thì các bác chỉ cần zero này nó sẽ về không và các bác bắt đầu đo được nhá. Con này thì cơ bản nó sẽ là đo bên ngoài này, đo bên trong này. Đấy, và đo chiều sâu ở đây, đo chiều sâu ở đây nhá. Đó, rất tiện luôn. Thì con này các bác lên cho em là thước kẹp gem điện tử này. Giá thì sẽ là 100k cho một cái em thước kẹp gem điện tử như này. Được làm từ sợi carbon nhá. Đấy, được làm từ sợi carbon này. Sợi carbon, giá sẽ là 100k nhá. Đấy. Lên cho em là kẹp gem điện tử nhá, kẹp gem điện tử này. Kẹp gem này. Điện tử nhá. Đấy, nó có đầy số luôn nên em gọi là kẹp gem điện tử. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gem bằng cơ đây. Con này thì nó sẽ là bằng thép chống rỉ nhá, cũng là hàng nội địa của Nhật này. Unica Japan con này, Unica Japan, hàng nội địa của Nhật như này. Đấy. Con này thì nó cũng là 15 sen nhá. Đây, 15 sen này các bác này. Đó, 15 sen. Con này thì cực kỳ là ngon luôn. Đây các cái thông số tiêu chuẩn của ISO của nó này. Đấy, rất là chất lượng các bác nhá. Và có cái phần đai ở đây này. Đấy, cũng có cho các bác là đo chiều sâu này. Đấy, đo chiều sâu và đo cho các bác là chiều đo bên ngoài và đo bên trong. Chất liệu của nó thì thép trắng không gì nhá. Thép trắng không gì. Đó, và đựng trong một cái hộp như này. Rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng cực kỳ là an toàn. Lên cho em là thước kẹp gem bằng cơ nhá, thước kẹp gem cơ. Đấy, lên cho em là kẹp gem cơ này. Kẹp gem cơ bao nhiêu đây? 150k nhá, 150k cho cái thước kẹp gem cơ như này. Giá sẽ là 150.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ kìm như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là đồng hồ kìm. Giá chỉ có cho các bác là 230.000 và đã bao phí ship cho bác luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship rồi. Đấy, ở đây thì sẵn cho các bác một viên pin hãng luôn, một viên pin hãng này. Đấy. Hàng thì thương hiệu Kabushi Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Và có cho các bác là hai cái dây đo như này. Thì các bác có thể đo kìm rồi kẹp dòng rồi đa di năng hết cho các bác luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 cho một cái thước kẹp gem, à cái đồng hồ kìm như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kìm để các bác đo kìm, đo ampere, đo pol rồi đo vôn kế các thứ đều ok hết nhá. Đấy. 230.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kìm nhá, đồng hồ kìm, nó có cái kìm để các bác kẹp vào. 230.000 cho một con đồng hồ kìm như này thôi. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo một số cái mã đồ kim khí thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái chổi cọ vàng này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là chổi cọ vàng. Đây nó màu vàng như này và nó bằng thép nhá, nó bằng gọi là bằng sợi 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 thép như này. Thì cái này các bác có thể dùng để mình kỳ cọ vệ sinh, đánh rỉ, đánh giếc đều ok hết nhá. Đấy. Lên cho em là chổi đánh rỉ đi, chổi đánh rỉ. Giá sẽ là chổi đánh rỉ, giá của nó sẽ là 15k trong chiếc này thôi. Đấy. Chổi đánh gì này, đấy, chổi đánh gì, chuyên đánh gì xét rồi kỳ cọ các bác nhá. Lên cho em là chổi đánh gì, giá sẽ là 100k cho cái chổi đánh gì như này nhá.
100.000 cho cái chổi đánh dỉ như này. 15.000. À 15.000 các bác nhá. Đấy, chổi đánh dỉ 15k, xin lỗi các bác, 15k thôi. 15k trong chiếc như này. Có quai cầm các bác này, ở đây thì nó đã dập những cái thép này vào đây rồi. Các bác có thể cầm như này để mình đây. Đấy, đánh này thì cọ các bác này. Đấy. Con này thì dùng rất là đa di năng nhá. Các bác có thể là để mình cọ song, cọ nồi này, rồi đánh dỉ sét này, nói chung là đa di năng, dùng vào đâu cũng được. Hoặc là các bác vệ sinh. Đấy, vệ sinh sân sướng rồi các cái chỗ nào mà nó vết bám cạn bẩn các bác đánh đi cho em. Đó, sân sướng rồi là xi măng, xi miếc đều ok hết nhá. Giá chỉ có 15k thôi. Lên xem là chổi cọ dỉ nhá. Đấy. Chổi đánh dỉ giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi xịt hơi nhá. Đấy, các bác lên cho em là xịt hơi, hàng của thương hiệu Kabushi Japan này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là xịt hơi nhá. Đấy. Cái gì? Bao nhiêu? Lên mã giúp cho em là xịt hơi này. Đấy. Đây, một cái đầu xịt hơi như này. Đấy, con này thì hàng thương hiệu Kabushi Japan. Cái này của nó là bằng thép hết nhá. Bằng thép mạ chrome sáng bóng đẹp luôn. Có quai đeo như này. Đấy, và các bác chỉ cần kết nối với cái đầu nguồn để các bác sử dụng mà mình xịt hơi thôi. Bao nhiêu? Đấy. Thì rất là tiện, kết nối với các cái đầu nguồn như này. 80.000. Để các bác xịt hơi nhá. Lên cho em là vòi xịt hơi này. Đấy, lên cho em là xịt hơi. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho cái xịt hơi như này các bác này. Đấy, con này chuyên để xịt hơi, giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, nó sẽ là 5 mũi khoan màu đen như này. 5 mũi khoan đen đa năng. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ là bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan hình mũi khế như này các bác này. Hình mũi khế như này thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Mình dùng thứ nhất là dùng để mình khoan sắt, khoan thép, khoan inox rồi khoan tường đều ok hết nhá. Các bác khoan vào vị trí nào cũng được. Đó, nó là hình mũi khế như này. Khoan sắt, khoan thép, khoan gỗ, khoan tường, nói chung là khoan đa năng, khoan được mọi chất liệu trên mọi bề mặt cho em, chỉ trừ có kính là không khoan được thôi. Còn là các chỗ khác là đều khoan được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000. 120.000. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan đen này. 5 mũi khoan nó màu đen nên em là hộp 5 mũi khoan đen. Giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái hộp 5 mũi khoan đen như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Đây, một hộp này của nó thì sẽ là từ 80 đến 100 chiếc. Các bác dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Đấy, xin lỗi các bác là mình dùng để mình sử dụng để mình chế biến thực phẩm, thức ăn để ok hết nhá. Chất liệu của nó là túi bóng lụa, siêu dai luôn. Tay đàn ông, đàn bà, tay lớn, tay bé đều vừa hết và nó có cái độ co giãn nhất định. Cho nên là các bác dùng nó rất là ôm tay nhá, rất là ôm luôn. Đây các bác này. Đấy. Các bác có thể dùng để bóp nem, bóp nộm rồi làm thực phẩm, chế biến thức ăn, hoặc là ví dụ như là mình cần dùng trực tiếp để mình vệ sinh, dọn dẹp cũng được. Các bác dọn dẹp vệ sinh, đấy, dầu mỡ nó không bám vào tay, sau đó thì mình bỏ luôn cũng được, nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là găng tay thức ăn nhá. Giá của nó sẽ là 25k. Găng tay thức ăn kể cả em cầm bút em viết rất ok này. Đấy. Găng tay này, đấy, găng tay thức ăn, giá sẽ là 25k trên một bịch như này. Số lượng thì từ 80 đến 100 cái nhá, từ 80 đến 100 cái. Hàng về theo lô. Đấy, số lượng từ 80 đến 100 cái cho các bác sử dụng luôn. Găng tay thức ăn các bác nhá. Tiếp theo thì hàng rất là dài luôn các bác này. Đấy, rất là dài luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bình ba các bác này, bình ba. Đó, bình ba. Đây, một cái bộ bình ba như này. Đấy, tại vì là một cái bình như này và có kèm cho các bác là ba cái cốc nữa, cho nên là bên em gọi nó là bình ba nhá. Đấy, kèm cho các bác là ba cái cốc nhựa như này. Đấy, còn cái này của nó là bằng inox nhá, bằng inox sơn màu trắng tĩnh điện rất là đẹp luôn. Dung tích của con này thì nó sẽ là vào khoảng là đi 500ml các bác nhá, 500ml. Nắp này của nó rất là tiện này. Nắp thứ nhất là nắp giữ nhiệt này và có lẫy như này, có lẫy này. Các bác có thể bấm này. Đấy, bấm lẫy như này để mình rót này. Đấy, bấm lẫy này mình rót rất tiện luôn. Đó. Và các bác xoáy nắp vào này là dùng nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 nhá, bình 3. Giá thì chỉ có 80k cho một cái bộ bình 3 như này thôi. Đó, giá rất hợp lý nhá. Đấy, đựng trong một cái hộp rất xịn sò luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 này. Bình 3, nó có 3 cái ly cho nên em gọi là bình 3. Giá sẽ là 80k cho một con bình 3 như này nhá. 80.000. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ có 1 2 3 cái ly như này. Ném cái đá vĩnh cửu. Bình 3 nhá, giá sẽ là 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên nhá, 6 viên. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling hay người của Đức.
Con này thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Đây, đây các bác này. Đấy, hàng Willing hay hình người của Đức đây. Các bác có thể dùng để mình bỏ vào trong ngăn đông tủ lạnh nhá. Bỏ ngăn đông tủ lạnh, sau đó thì khi mình có nhu cầu sử dụng thì mình gắp ra, mình thả vào cốc bia, cốc rượu hoặc là cốc nước mình uống, là vừa tạo được nước mát mà không bị mất cái độ ấy của nó nhá, mất cái độ tinh khiết của nó, độ nguyên chất của nó. Đây các bác, gắp ra cho em như này là xong, rất tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 cho một cái hộp đá vĩnh cửu như này nhá. Lên cho em là đá vĩnh cửu này. Đó, đá vĩnh cửu. Giá sẽ là 70k cho một hộp như này thôi. 70.000 hộp đá vĩnh cửu như này. Rồi ok. Vâng, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chúng tôi nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc là không nhận hàng. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship rồi. Đó. Thì mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái que hàn nhiệt nhá. Đây. Nó sẽ là đựng trong một cái gói như này. Một gói như này của nó thì sẽ là 3 que nhá. Một gói này của nó sẽ là 3 que. Đấy. Thì khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị vỡ như này, tại vì cái que này của nó rất là giòn luôn, thì các bác không thông cảm thôi. Em nói trước luôn là nó sẽ hay bị gãy nhá. Nó hay bị gãy tại vì nó rất là giòn, thì cái này các bác vẫn đốt được bình thường nhá. Vẫn đốt được bình thường chứ nó không có vấn đề gì cả. Đấy. Thì các bác đưa vào máy lửa mình đốt này, sau đó thì mình hàn vào các cái vị trí như là nhôm, đồng, rồi những cái vị trí nào nó bị gãy hoặc nó bị đứt thì các bác hàn vào cho em nó rất là tiện. Thì các bác không phải thợ hàn chuyên nghiệp thì cứ dùng cái này cho em đốt lửa lên là xong. Đấy. Một bịch này của nó là 3 que nhá. Một bịch này của nó là 3 que. Đấy, 3 que, và khi các bác nhận được hàng nó sẽ có dấu hiệu là bị gãy là bình thường các bác nhá. Đấy, lên cho em là que hàn nhiệt này. Que hàn nhiệt giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một bịch que hàn nhiệt như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác này. Giờ đây các bác có thể hàn má mọi thứ mà chẳng cần đến máy móc hay kỹ thuật hàn gì. Đây là que hàn nhiệt thế hệ mới, giá rất rẻ, chỉ hơn chục nghìn thôi ạ. Dạng như sắp đến, chỉ cần dùng bật lửa cho nóng chảy là hàn được ngay. Dùng để hàn đối kim loại, gỗ, nhựa kim 5C hay dùng trong hàn linh kiện điện tử được vì nó rất điện tốt. Dùng nó thay thế keo 502 rất tốt. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 25.000 thôi nhá. Lên mã giúp em là que hàn nhiệt các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái súng thư giãn các bác nhá. Súng thư giãn. Đấy, một con súng rất là tuyệt vời như này. Mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá. 170.000. Đấy, nó hình khẩu súng như này nên em gọi nó là súng thư giãn này. Đó, súng thư giãn, giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cái súng thư giãn như này. Còn cái ấy nào mang ở đây cho anh. Cái máy trà bếp. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân súng này. Đấy, một thân súng này, rồi tiếp theo nó sẽ là 4 cái đầu massage nhá. 4 đầu massage và kèm một cáp sạc. 4 đầu massage thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu tròn, một đầu tày, một đầu nhọn và một cái đầu hình chạc súng như này. Đó. Và các bác về các bác chỉ việc sử dụng thôi, mình thích dùng đầu nào thì mình có thể thay tháo ra. Thay tháo thì nó chỉ rất là đơn giản thôi. Đấy, tháo ra là xong, rất đơn giản nhá. Đấy, đây, các bác giữ lì cho em thì nó sẽ lên này. Và con này nó sẽ có 6 cấp độ rung, 1 2 3 4 5 6 này. Đó, đây. Các bác này. Đấy, rung rất là mạnh luôn. Thấy không? Đó, rung rất là mạnh luôn. Đây. Em rung tay cho bác xem này. Đấy, bắp tay các bác này. Đấy, các bác chỉ cần giữ này thôi này. Đấy, bắp tay nó rung ác chưa? Đó. Ngoài ra thì các bác có thể nhấn mạnh thì nó sẽ rung mạnh, và các bác thả ra thì nó sẽ rung nhẹ, rất là tiện. Các bác có thể dùng massage cổ, vai, gáy, rồi bắp tay, bắp chân, rất là tiện luôn. Nhấn và tắt thì đều phải giữ lì như này nhá. Giá thì 170k. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn chỉ có 170.000 con súng thư giãn này thôi. Rất tiện ích cho các bác mua về mình có thể là chồng massage cho vợ, hai vợ chồng massage cho nhau, hoặc là các bác có thể dùng trực tiếp dùng để mình massage bắp tay, bắp chân, lưng, vai, cổ, các bác đều vòng ra được hết nhá. 170k cho cái con súng thư giãn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây phơi nhá. Đấy, 5m và giá thì sẽ là 20.000 cho một cái dây phơi như này. À 15.000 cho một cái dây phơi như này thôi nhá. 15k cho một cái dây phơi như này 5m này. Về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, mình đưa ra mình trang, mình phơi. Ở đây thì nó có các cái lỗ như này thì các bác có thể xỏ cái sập cái dây phơi vào, cái mắc áo vào, nó rất là tiện, không bị bong, không bị gió bay nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Lên mã giúp cho em là dây phơi nhá, dây phơi.
giá sẽ là 15.000. Nó rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng nhé. Đó, dây phơi này, đây, dây phơi, giá sẽ là 15k. Chiều dài của nó sẽ là 5m nhé, chiều dài của nó là 5m. 5m, các bác cứ giả ra sau đó thì mình trang lên là mình phơi thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đệm như này, thì bằng cao su non. Và sản phẩm này của nó thì nó sẽ là dòng dệt tiểu tổ ong nhá, dệt tổ ong như này. Đấy, dệt tổ ong như này thì dệt tổ ong 5D như này thì các bác ngồi nó rất là êm luôn này. Đấy, kể cả các bác đặt quả trứng lên ngồi nó không bị vỡ luôn, rất tiện ích nhá. Và cái vải này của nó thì nó cũng là vải dệt 5D thoáng khí. Và bên dưới này có cao su non chống trơn trượt rất là tốt này. Đấy thì dùng nó rất là thích. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, đấy cái độ đàn hồi của nó rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng để mình ngồi trên ô tô này, rồi là đấy, ngồi quả trứng cũng không vỡ luôn các bác theo. Rất tiện luôn. Đó. Thì các bác có thể dùng trên ngồi trên ô tô hoặc là trên các cái đồ ghế các thứ mình cần sử dụng thì mình ngồi lên trên. Nó rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi, 80k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đệm ghế này. Đấy. Đệm ghế, giá của nó sẽ là 80k cho bọn em đệm ghế như này nhá, 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dầu gội đầu của Thái Lan nhá. Đấy, dầu gội đầu của Thái Lan. Chuẩn bị là đến mùa hè rồi các bác gội đầu rất là nhiều luôn thì bên shop vẫn phân phối cho bác cái dòng dầu gội đầu của Thái Lan như này. Đấy, hàng Bangkok Thái Lan này các bác này. Đấy, Bangkok Thái Lan các bác nhá. Đó. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Unilever, thì nó gọi là dầu gội đầu Clear đấy. Ở Việt Nam mình cũng bán. Còn cái này thì bên em là hàng nhập Thái Lan thì hàng chất lượng hơn và giá tốt hơn. Đó, lên cho em là dầu gội đầu Thái Lan nhá. Đấy, hoặc dầu gội đầu Clear có màu trắng và màu xanh. Giá thì sẽ là 80k cho một lọ như này. Dung tích của nó là gần một nửa lít này. 450ml, gần nửa lít luôn. 80k, có màu trắng màu xanh. Đấy, con này thì các bác dùng gội đầu thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy, sạch thơm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia khăn mặt của Hàn Quốc nhá. Khăn mặt của Hàn Quốc thì một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, một vỉ này sẽ là 10 cái các bạn. Đấy, một vỉ này là 10 chiếc này. Một vỉ này là 10 chiếc, giá sẽ là 60.000. Và bên em bán lẻ là 20.000 ba cái. Bán lẻ toàn 20.000 ba cái cho các bác. Đó. Kích thước của khăn thì sẽ là 30x50. Đấy. Chất liệu của khăn thì nó là 100% là sợi bông tự nhiên, một mặt là bông mịn, một mặt là bông thường. Các bác có thể dùng để mình rửa mặt này, rồi tắm gội này, hoặc là lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa đều là đa di năng hết nhá. Một bịch này của nó là 10 chiếc. Giá thì thanh lý cho các bác chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt nhá. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc, một bịch này của nó thì sẽ là 10 cái và 60.000. Còn mua lẻ thì bên em bán combo là 20.000 ba cái. Đấy, lên cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá. 3 cái là bằng 20k. Đấy, còn một bịch này là 10 cái thì sẽ là 60k nhá. Giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ổ điện trắng này. Các bác lên cho em là ổ trắng nhá. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện này. Đấy, ổ trắng như này. Và công suất của nó sẽ là hàng của Nhật 10A này, từ 110V đến 220V đều dùng được nhá. Có công tắc đóng ngắt, có đèn báo này, hai chân USB và 1 2 3 4 5 6 7 7 chân cắm như này. Giá thì sẽ là 60k nhá. Lên cho em là ổ trắng nhá, ổ trắng. Giá của nó sẽ là 60k cho một cái ổ trắng như này nhá. 60.000 thì cái ổ trắng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa. Đấy, đũa hàng của thương hiệu Winling của Đức, Winling hay người của Đức đây. Đấy, đũa inox như này. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi và giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho một vỉ 5 đôi. Đấy, hàng này thì các bác dùng để ăn cơm ăn nước rất là ok, sạch sẽ, không bị nấm mốc này. Hàng thương hiệu Winling của Đức hay người đây. Đấy, su 304 không bắt 5 châm. Đó, rất là chắc chắn các bác luôn. Và đầu thì đánh nhám, chống dính, chống trơn trượt rất là tốt. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 55.000 thôi. 55.000 cho một vỉ như này. Lên cho em là đũa inox nhá. Đó. Đũa inox này, giá của nó sẽ là 55k trên một vỉ nhá. 55.000 trên một vỉ. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu bình xanh nhá. Đây. Đấy, một cái bình xanh rất là đẹp như này. Bình xanh rất là đẹp như này. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng bình rất là tiện ích luôn. Đấy, có dòng 1 lít và dòng 2 lít. Hàng của quân đội nhá, hàng của quân đội của Việt Nam mình đấy các bạn. Đấy, đây. Có quai đeo như này nhá. Có quai đeo này rất là tiện các bạn này. Đấy, quai đeo như này. Và có chống mất nắp luôn. Có dây đai như này chống mất nắp nhá, không sợ bị rơi mất nắp này. Rất là tiện ích. Chất liệu của nó thì bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, bằng nhôm. Và sơn màu xanh quân đội rất là đẹp luôn. Bên trong thì bằng nhôm. Đấy, đây, quai đeo như này. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn.
con 1 lít này là 70.000 và con 2 lít này sẽ là 90.000 nhá. Con này là 70.000 1 lít này, con này 2 lít này sẽ là 90.000 con này. Đấy, rất là đẹp luôn các nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòng đá các bác này. Đấy, vòng đá rất là đẹp như này. Các bác dùng để đeo tay, vừa là trang trí trang sức này, vừa là giúp cho các bác là đả thông kinh mạch máu huyết lưu thông và ổn định huyết áp nhá. Đó, rất đẹp cho các bác luôn, một con vòng như này, cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đây, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Đây, đấy, rất đẹp luôn. Giá thì chỉ có 35.000 cho một con vòng đá của Nhật như này thôi. Đây, các bác này, đó. Lên cho em là vòng đá nhá. Giá sẽ là 35.000 cho một chiếc như này. 35.000 cho một chiếc vòng đá như này thôi. Lên cho em là vòng đá 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phễu inox nhá. Đấy, phễu inox đây. Nó sẽ là một con phễu như này. Đường kính của nó thì vào khoảng là 12 cm, có quai cầm như này. Đấy, Su 304, hàng nội địa của Nhật nhá. Đây, rất đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là phễu inox nhá. Giá sẽ là 80k cho một em phễu inox như này. 80.000 cho một em phễu inox như này. Con này thì tiện lắm, các bác có thể dùng để mình rót dầu, rót mỡ, rồi nói chung là cái gì cũng được. Nguyên vật liệu các bác rót vào đây cho em. Phễu inox giá sẽ là 80k. Rồi, ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các mã hàng bên em các bác có thể liên hệ tới các số hotline này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái ví đựng giấy tờ này. Con này thì siêu đẹp luôn. Các bác có thể đựng giấy tờ để mình bỏ trong bao lô vali này, hoặc là các bác đựng để mình để trên ô tô này. Hàng này thì nó chất liệu của nó là da tự nhiên nhá. Đấy, da bò tự nhiên này. Và con này của nó thì hàng của thương hiệu Toyota đây, Toyota, tức là của hãng Toyota nó sản xuất để nó tặng cho khách mua, khách mua xe ô tô nhá. Đấy, của Toyota nó sản xuất để nó tặng cho khách mua xe ô tô, cho nên là con này thì bên em thanh lý được và cái giá nó rất là tốt cho các bác luôn. Hàng thì cực kỳ đẹp, chất lượng này. Đấy, khóa kết nối này, khóa kết nối rất là ngon luôn. Đấy, chất liệu của nó này, các bác có thể dùng để mình đựng chiều rộng thì chiều dài khoảng 20 cm, chiều rộng thì nó vào khoảng là 12 cm nhá. Đấy, và rất là vừa xinh, thì các bác đựng giấy tờ này, đựng tiền này, đựng tiền, đựng giấy tờ, rồi nói chung là đăng kiểm đăng kiếc rất là ok luôn nhá. Hoặc là các bác có thể mua để mình đựng giấy tờ bỏ vào xe máy, hoặc là để nhà cũng ok. Đó, nói chung là lên mã giúp cho em là ví giấy tờ, giá thì chỉ có 50k thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví giấy tờ này, ví giấy tờ nhá. Đó, ví giấy tờ giá sẽ là 50k một chiếc nhá. 50.000 cho một chiếc ví giấy tờ như này. Màu của nó thì màu da bò, màu nâu, màu nâu, màu da bò rất là đẹp luôn. Lên cho em là ví giấy tờ, giá của nó sẽ là 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, nó là cái nước hoa. Nước hoa thì nó sẽ là có hai loại, nước hoa Chanel và nước hoa Coco, Gucci nhá. Đấy, Chanel và Gucci đều là hàng của, đây, cái nước hoa Chanel này thì hàng của Pháp này, Paris đây. Đấy, Paris, hàng made in Fancy này. Đó, made in Fancy nhá. Con này thì nó sẽ là hàng nước hoa Chanel này, là hàng của Pháp này. Còn nước hoa Gucci này thì nó sẽ là hàng của Anh này. Đấy, made in UK này. Made in UK, hàng của Anh nhá. Thì giá đều là 120.000 cho một lọ nước hoa như này nhá. Lên mã giúp cho em là nước hoa Chanel hoặc là nước hoa Gucci, giá đều là 120k trên một lọ như này thôi. Hàng thanh lý, giá cực tốt cho các bác luôn. Con này nếu mà các bác mua là phải tiền triệu không đấy, nhưng mà bên em thanh lý thì cái giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đó, giá trải nghiệm, giá thanh lý 120.000 nhá. 120.000 cho một lọ nước hoa như này. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái Sidra P7 nhá. Sidra P7. Chai này thì dòng chai to và được tặng thêm cho các bác là đi 50g nữa này. Đấy, tặng thêm 50g. Dung tích của nó sẽ là 350g. Và giá thì sẽ là, đây, con này thì các bác xịt như này. Đó. Và ưu điểm của nó thì đây, hàng thì hàng của Australia nhá. Australia. Đây, công thức cải tiến này, giúp bôi trơn nới lỏng dễ dàng các bộ phận bị rỉ sét này. Đấy, giúp ngưng tạo ra tiếng kêu này, cải tiến này. Đấy, chống ăn mòn rỉ sét rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là xịt P7 nhá. Các bác lên cho em Sidra P7 nhá. Hàng này hàng to, giá của nó sẽ là 50k cho một chai như này nhá. 50.000 cho một chai Sidra P7 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái Sen Inox nhá. Sen Inox, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 1 sen. Đấy, 1 sen, 1 dây vòi và 1 giá đỡ nhá. 1 sen, 1 dây vòi như này. 1 sen, 1 dây vòi, 1 giá đỡ, về nhà các bác kết nối vào cho em. Đấy, combo cho các bác luôn, hàng nội địa của Nhật made in Japan nhá. Lên mã giúp cho em đó là Sen Inox, giá thì đặt này về thanh lý cho các bác giá cực tốt luôn, chỉ có cho các bác là 90.000 thôi, 90.000 cho một cái bộ Sen Inox như này nhá. Đấy,
lên mã giúp cho em, đó là Sen Inox, giá của nó sẽ là 90k trong bộ như này, bao gồm là một đầu bát sen như này này, hàng nội địa của Nhật này, Inox 304 này, made in Japan này, đấy, một dây này và một giá đỡ nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là Sen Inox, giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn, chỉ có 90k cho một cái bộ Sen Inox này thôi. Lên mã giúp cho em đó là Sen Inox này, Sen Inox giá của nó sẽ là 90k nha, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy xay Osaka nhé, máy xay Osaka. Đó thì đây nó sẽ là một con máy xay rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, thân của nó thì nó sẽ là bằng hàng, thân của nó sẽ là bằng nhựa. Đấy, thân bằng nhựa nhưng mà nhựa ABS nguyên sinh. Đây, Osaka. Đấy, hàng Osaka của Nhật nhá. Dung tích của nó sẽ là 350W này, điện 220V. Đây. Đấy, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng để xay thịt, xay cá, xay tôm, tép, rồi nói chung là xay cái gì cũng được, thực phẩm, thức ăn. Đây, Osaka, Japan này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm một thân máy này, một âu như này và bộ lưỡi bao gồm là 4 lưỡi kép nhá, 4 lưỡi kép. Đây, 4 lưỡi kép này các bác này. Đấy, 4 lưỡi kép này siêu sắc bén cho các bác luôn. Đó, các bác đặt về đây cho em. Đấy, sử dụng điện 220V. Osaka của Nhật đây. Đấy, Osaka, Japan này. Lên cho em là cối xay Osaka. Giá sẽ là 145.000 nhá. Đấy, máy xay Osaka này, máy xay Osaka 145k một cái nhá, 145.000 giá cực kỳ hấp dẫn cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái tăm nước các bác này. Đấy, tăm nước đây. Thì đây nó sẽ là một cái dòng tăm dùng một cái dòng máy sử dụng bằng máy bơm. Đấy, nó có sẵn pin như này và các bác chỉ cần bật này là xong. Đấy, máy nó sẽ chạy nhá. Và đây thì nó sẽ có cho các bác các cái chế độ khác nhau, và đây thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 4 cái đầu để các bác vệ sinh miệng này, vệ sinh miệng, vệ sinh lưỡi này, nói chung là đa di năng luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là tăm nước, bao nhiêu nhỉ, 160.000 nhá. Lên cho em là tăm nước, giá sẽ là 160k. Đây, thì khi các bác dùng thì cái tia nước nó sẽ xịt ra này. Đấy, vệ sinh răng lợi rồi chân răng rồi niếu rồi lưỡi đều ok hết nhá. Đó, 160.000 cho một cái bộ tăm nước như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay úp cốc nhá. Đấy, đây, một cái bộ khay úp cốc như này, hàng bằng inox 304 và mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Có kèm cho các bác một cái đĩa. Đấy, có kèm một cái đĩa như này các bác này. Đấy, kèm thêm cho các bác một cái đĩa như này thì khi các bác sử dụng thì mình úp thì nó sẽ chảy nước vào đây. Đấy, và các bác thay đi 1 2 3 4 5 6 6 cái cốc, các bác úp được 6 cái cốc nhá. Lên cho em là khay úp cốc nhá. Khay úp cốc giá sẽ là bao nhiêu? 70.000 nhá. Đấy, giá hợp lý cho bác luôn. Giá thanh lý chỉ có 70.000 cho một con khay úp cốc này thôi, 70k cho một khay úp cốc như này, rất tiện để các bác sử dụng luôn, khay úp cốc 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm nó là cái bảng tô nhá, bảng tô hay còn gọi là bảng tự xóa. Đấy, thì bảng tô cũng được, bảng tự xóa cũng được. Giá thì đợt này về cho bác giá chỉ còn 40 cành thôi, 40 cành cho một cái bảng tự xóa như này. Về nhà thì các bác mở cái nút khóa ra cho em này. Đấy, sau đó các bác sử dụng này. Lên mã giúp cho em đó là bảng tô nhá. Đấy, bảng tô này. Giá sẽ là 40k cho một cái bảng tô này. Xóa đi các bác này, rất tiện luôn. Thì các bác có thể dùng để mình tô vẽ thoải mái này, xóa nhá, rất tiện luôn. Cho các em nó học bài này. Đấy, học bài này, rất tiện nhá. Rồi học là vẽ sáng tạo này. Đấy, hoặc là bác làm kiến trúc sư, làm nghệ thuật này cần tô vẽ này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bảng tô, các bác lên gõ cho em là shop Phạm Huấn nhá. Shop Phạm Huấn. Đấy. Shop Phạm Huấn nhá. Rất tiện dụng luôn, xóa đi này. Đấy, lên cho em là bảng tô nhá, bảng tô. Giá thanh lý 40k. Đó, 40.000. Đấy, lên cho em là bảng tô các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái keo vàng nhá, keo vàng, keo dán vàng đa năng. Con này thì các bác dùng dán đa năng luôn này, dùng để dán đồ trang sức này, đồ gỗ này, đồ da này, đồ sành sứ này, điện thoại điện thiếc đều ok hết nhá. Hàng thì sản xuất ở Thái Lan đây. Đấy, made in Thái Lan các bác này, made in Thái Lan đây. Đó, made in Thái Lan. Và giá thì sẽ là 20k nhá. Lên mã giúp cho em. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là keo vàng. Đấy, đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là keo vàng nhá. Keo vàng. Giá của nó sẽ là 20k. Đấy, 20.000 trên 3 típ nhá. Đấy, trên 3 típ luôn. Đấy, combo. Lên mã giúp cho em là keo vàng 20.000 cho 3 típ như này. Đấy. Lên mã giúp cho em là keo vàng 20.000 3 típ như này. Thì con này dùng nó rất là sướng luôn các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì các bác lên mã giúp cho em đó là cái bình 20. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít. Đấy, inox 304. Dày dẫn chắc chắn. Con này chỉ dùng để đựng nước thôi chứ con này không giữ nhiệt được đâu nhá. Inox 304 hai mặt luôn. Đấy, trong ngoài đều inox 304 hết.
Đấy, và dung tích của nó là 2 lít cả vỏ inox 304. Đấy, các bác dùng để mình đựng nước lọc, đựng nước uống rất là ok luôn, sạch sẽ, không lo bị rơi vỡ và an toàn với sức khỏe quá nhá. Đó. Bình 20 dung tích là 2 lít, giá sẽ là 80 cành. 80 cành thôi. Đấy, giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Giá chả có đâu mà mua một cái bình inox đẹp như này mà giá 80.000 dùng từ năm nọ sang năm kia được luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bình 20 này. Đấy, bình 20. Bình 20 dung tích là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80k các bạn, 80k cho một con bình 20 dung tích là 2 lít cả vỏ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông này. Đây. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là, bỏ cho anh cái đấy anh quay luôn. Đấy. Thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 đôi nhá, 3 đôi to nhỏ như này. Đấy, 3 đôi to nhỏ như này. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là 3 đôi. Cái to nhất này thì giá kích thước của nó sẽ là 35 cm và nhỏ nhất thì nó vào là 24 cm, 23-24 cm. Đấy, và nó sẽ combo cho các bác là một rổ và một chậu như này. Cứ một rổ một chậu như này. Hàng nhựa Việt Nhật các bác này. Đây. Đấy, các bác thấy chưa? Như này nó mới gọi là chất lượng. Bỏ lên cái. Ừ, bỏ lên cái. Không cần đâu. Chỉ cần một cái được, ngồi đưa đi thôi. Đấy. Đây các bác này, nhựa của nó phải là chất lượng như này thì các bác mới sử dụng nhá. Đó. Không hề có dấu hiệu gì luôn. Giá thì sẽ thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông nhá. Rổ vuông, giá sẽ là 80k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là rổ vuông này. Đấy. Rổ vuông. Rổ vuông nhá. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một cái bộ rổ vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái này là cái gì đây? Túi đựng đệm nhá. Đấy, thì lên cho em là túi đệm này. Nhà các bác mà có những cái đệm mà sông Hồng này hoặc các cái loại đệm mút để mình nằm mùa đông, bây giờ sang mùa hè rồi thì những cái đệm cũ nhà mình nó bị hỏng, bị rách thì các bác mua cái này về mình lại sử dụng cho em. Hàng thì hàng của Hàn Quốc này, hàng của Hàn Quốc. Đây, chất giấy bóng của nó cực kỳ dai luôn các bác này, chất rất là dai luôn nhá. Thì các bác bỏ vào cực kỳ yên tâm luôn. Giá thì sẽ là bao nhiêu? Hả? 60.000 cho một cái túi đệm như này. Đấy. Thì các bác cứ đọc cho em kích thước đệm thì em sẽ gửi cho các bác, giá thì đồng giá như nhau. Đó, đây, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng giấy bóng lụa rất là mềm và dai, thì mình đựng rất là thích, sử dụng 5-10 năm ok. Đấy, nó không như cái túi bóng của cái đội nó bán, nó túi nó giòn, nó nhanh hỏng và nhanh rách. Đấy, lên cho em là túi đệm nhá. Đấy, túi đệm này nó sẽ có cho các bác là 60k một túi thôi, và có dòng là 1,6m và 1,8m nhá. Đấy, 1,8m. Thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy, 1m6, 1m8, giá đều là bằng như nhau, 60k nhá, 60.000. Đấy, có dòng m6, dòng m8, các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Lên mã giúp cho em đó là túi đệm. Đấy, thì dùng nó rất là tiện ích. Nhà các bác nào mà bị rách, bị hỏng thì nên mua. Tại vì là các bác để qua mùa đông thì, mùa hè thì màng nhện rồi các loại nó bị bám vào thì nó rất là bẩn. Đây, khóa khiếc đàng hoàng nhá, có khóa đàng hoàng. Đấy, có khóa đàng hoàng. Đệm to, đệm nhỏ bỏ vừa hết. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Con này thì có sẵn cho các bác là một cái ấy luôn, một cái viên pin luôn. Về nhà các bác lắp vào cho em là xong. Lưu ý các bác là khi mà lắp ấy thì mình lắp cho em là lúc 12 giờ trưa nhá. Để tránh cái việc các bác khỏi phải cài đặt giờ, các bác cứ lắp 12 giờ trưa cho em là nó sẽ lên giờ là 12 giờ. Đây, và có cái giấy bóng ở đây, các bác bóc cái giấy bóng bảo vệ này ra này. Đấy, các bác thấy chưa? Bóc thêm cái giấy bóng bảo vệ này ra nhé, không các bác bảo lắp pin mà không thấy nó lên giờ. Đây, đấy, 12 giờ trưa luôn nhá. 12 giờ trưa. Nhiệt độ hôm nay đang là 30 độ C này, độ ẩm là 82%, các bác thấy không? Đấy, thì có cái lẫy để như này các bác có thể dùng để bàn này. Đấy, để bàn này hoặc là để trên ô tô, nói chung là để đâu cũng được, rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Cái đồng hồ này bao nhiêu đây hả Minh? Lên cho em là đồng hồ nhiệt kế nhá, giá chỉ có 70k thôi, 70.000 cho con đồng hồ nhiệt kế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt ống nước nhá. Con này thì cắt được từ ống 42 trở về, hàng của thương hiệu Kabushi của Nhật đây. Đấy, made in Japan này. Con này cắt ống cực kỳ là ngon luôn. Đấy, các bác đưa vào là mình cắt ống nước thôi. Kéo cắt ống nước con này cắt được từ ống 42 trở về thì các bác dùng để sửa chữa lặt vặt trong gia đình này, hoặc là làm thợ làm nghề cũng rất là ok. Ống nước bây giờ không ai người ta cưa cả, đưa con này vào cắt rất là ngon, ngọt và rất là tiện ích nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo cắt ống nước 42, kéo ống 42 nhá, kéo ống 42 này, kéo ống 42, giá sẽ là con này
140.000 nhá, 140k cho con kéo ống 42 như này, 140.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm bỏ canh khoan đỏ đây. À, về cho bác dòng sản phẩm đó là cái hộp mũi khoan tháp nhá, hộp mũi khoan tháp. Thì nó sẽ là một cái dòng hộp mũi khoan tháp này, đó là mũi khoan này. Hộp mũi khoan tháp này nhá, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi nhá, hàng thương hiệu Unica Japan này, hàng nội địa của Nhật này. Một bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan và một cây lấy dấu nhá. Đấy. Hộp mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu này. Đấy, thì cây lấy dấu này là rất là ngon luôn, các bác dùng để mình lấy dấu rồi lấy mực rất là ngon. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 5 mũi, 1 2 3 4 5. 5 mũi với các cái kích thước khác nhau, và mũi to nhất này là 32, tức là 3/2 nhá. Đấy, đây em lấy dấu thử cho bác xem này. Lấy dấu này các bác chỉ cần nhấp này là có dấu này các bác. Đấy, thấy chưa? Đó, có dấu luôn các bác nhá. Đấy, thì cái bộ mũi khoan tháp này giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá, 180.000. Đấy, bộ 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu 180k các bác nhá. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác là cái hộp mũi khoan đỏ này. Hộp mũi khoan đỏ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp này và kèm 3 mũi khoan tarogen luôn. Đó, 3 mũi khoan tháp kèm 3 mũi khoan tarogen. Bộ này thì sẽ là 110k nhá, 110.000. Đấy, thép của nó thì hai cái loại mũi khoan này đều là thép gió phủ titan nhá, thép gió phủ titan cực kỳ dày dẫn chắc chắn các bác luôn. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Đấy, khoan đỏ giá sẽ là 110.000. Đấy, còn này là bộ 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu giá sẽ là 180.000. Tất cả đều là dòng thép gió phủ titan cực kỳ dày dẫn chắc chắn và rất là sắc bén cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan đa năng nhá, 1 2 3 4 5. Bao nhiêu nhỉ? 100.000 cho 5 cái mũi khoan đa năng như này. 1 2 3 4 5 này. 5 mũi khoan đa năng. Đấy, đầu của nó là đầu mũi khế như này nhá. Đầu mũi khế như này thì các bác có thể khoan sắt, khoan thép, khoan gỗ, khoan kim loại đều ok hết nhá. Sắt, thép, gỗ, kim loại đều ok hết, các bác khoan đa năng, cái khoan cái gì cũng được. Đấy. Còn lên mã cho em là hộp 5 mũi khoan đa năng nhá. Hộp 5 mũi đa năng này. 5 mũi đa năng giá sẽ là 100 cành thôi. 100k cho cái hộp 5 mũi khoan đa năng như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá, bình nhiệt quân đội Mỹ đây. Con này của nó sẽ là dung tích là 1,5 lít đây. Đấy, giữ nóng 24 giờ, giữ lạnh 24 giờ, su 304 nhá. Đấy, su 304, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, dung tích của nó là 1,5 lít. Đấy, có nắp này là nắp cốc uống nước luôn, su 304 các bác này, su 304 nắp làm cốc uống nước luôn. Và một nắp bên trong này. Đấy, và có lưới lọc như này nhá, có lưới lọc như này. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ. Con này giá sẽ là 195.000. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em với bao ship, nhưng mà riêng bác nào mua cái bình nhiệt này thì đơn 250.000 bên em với bao ship được nhá. Đấy, tại vì cái bình nhiệt này bán 195.000 là bán giá gốc rồi, gần như không có lãi rồi. Nếu có bác nào mà lấy nguyên bình nhiệt này thì cộng cho em 30.000 để ship nữa nhá. Đấy, lên cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ, giá sẽ là 195k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sơn xịt chống thấm nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là xịt chống thấm. Đấy, con này thì các bác có thể xịt được trên mọi bề mặt nhá. Đấy, xịt trên mọi bề mặt, mái tôn, mái ngói rồi bê tông bê tông đều xịt được hết nhá. Đấy, giá sẽ là 50.000 cho một cái bình xịt chống thấm như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Các bác thao tác xịt đơn giản. Đây là sơn chống thấm, đấy, là công nghệ Nhật Bản, hiệu quả trên mọi bề mặt chất liệu. Chỉ với vài thao tác xịt đơn giản. Rất đơn giản thôi nhá. Đấy, các bác chỉ cần xịt vào các cái bề mặt bị nứt này. Đấy, bị bong chốc rồi các bác vệ sinh như sau đó xịt vào cho em. Đó, rất là tiện ích luôn. Đó. Hiệu quả lên đến 10 năm, không lo bong chóc, đặc biệt khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím chấp nắng mưa, giải quyết rất là tiện ích luôn nhá. Thấm rột rồi, nói chung là các bề mặt. Giá thì chỉ có 50k thôi, lên mã giúp cho em là xịt chống thấm nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Đấy, chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc, niềm vui bên gia đình và người thân. Đó thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay các bác nhá. Đấy, máy xay hàng của thương hiệu Socani nhá, Socani. Hàng này của nó thì nó sẽ là một cái hàng cao cấp các bạn. Hàng này là hàng cực kỳ cao cấp luôn, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn nhá. Đấy, đây. Đấy, nó xuất đi khá là nhiều nước này, Anh, Pháp, Mỹ, Nga rồi Australia, Italia các kiểu luôn. Hàng của thương hiệu Socani nhá. Công suất của nó sẽ là 400W và 1.500ml các bác nhá, với 3 chế độ luôn, với 3 chế độ này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy thì con này
khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp đấy, hàng mới tinh, hàng của Nhật này đấy, tất cả của nó đều bằng thép hết nhá. Cái này là bằng thép này đấy, bằng thép chứ không phải bằng nhựa đâu nhá, đấy bằng thép luôn. Và cái chấu này của nó thì cực kỳ là sâu, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ bền bỉ nhá. Có công tắc như này thì các bác dùng nó rất là an toàn, nó có công tắc này rất là an toàn luôn đấy. Đây hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Socani này, 400W này, 1.5L này, điện 220V này. Đó, đây. Và sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba, đây, một cái cối thủy tinh to như này, và lưỡi của nó là vào cái loại lưỡi kép nhá, lưỡi kép 2 4 6 8 lưỡi này các bạn. Đấy, rất nhiều lưỡi cho các bác luôn, lưỡi kép như này. Âu bằng thủy tinh dày 5 ly nhá, Âu thủy tinh dày 5 ly. Các bác xay tôm, xay cá, xay cua, xay ốc đều được hết nhá. Đây, cái nắp của nó này, nắp đậy của nó đây. Đấy, rất là ngon lành cho các bác nhá. Nắp đậy của nó là rất là ngon lành luôn. Đó. Nắp này của nó thì nó sẽ là một cái dòng nắp mà có xoáy gen các bạn, có xoáy gen đây. Đấy. Có gen xoáy này các bạn. Đây. Có gen xoáy như này. Dùng thì cực kỳ là chắc luôn đấy các bạn thấy không? Đấy, lắp vào nó rất là chắc này. Đây là dây của nó này. Con này thì các bác lên cho em đó là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Giá sẽ là 470.000, 470.000 và bao ship. Đấy. Đây, sử dụng trực tiếp điện 220V luôn, điện 220V, rất tiện dụng nhá. Các bác cắm điện vào cho em này. Tay giữ này, bật công tắc này. Đấy, số 1 này, số 2 này, số 3 này. Đấy. Lưu ý các bác là khi cái máy xay sinh tố này mình dùng thì nên nhấp nhả cho em nhá, nhấp nhả cho em. Ví dụ vào số 1 này, xong lại về này. Đấy, vào số 2 này. Đấy, sau đó các bác lại về nhá. Đấy, chứ mình không nên dùng liên tục nhá. Dùng liên tục thì nó sẽ là không tốt. Đây. Đấy, cái âu này của nó thì bằng cái cối này của nó là bằng thủy tinh nhá, 1.5L, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái cối xay khô như này. Cái xay khô này thì các bác có thể dùng để xay các loại hạt này, xay tiêu, xay điều đều ok hết nhá. Đấy, và nó là dòng bằng bằng thủy tinh cho nên là dùng cực kỳ là tiện ích và an toàn này các bạn. Đấy. Rất tiện các bác thấy không? Đó. Xay thì rất là tít luôn. Đó. Các bác dùng thì nó rất là dễ nhá, chỉ cần sập vào lẫy như em như này xong, sập vào lẫy này, bật này. Đó, bật này. Rất ngon luôn, máy chạy cực kỳ là êm và ngon. Và dòng chấu của nó là chấu kép và rất là sâu như này, nên các bác dùng cực kỳ là ngon và tiện ích. Giá thì sẽ là 450.000 nhá, 450.000. Lên mã giúp cho em đó là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Giá của nó sẽ là 450k cho cái mẫu máy xay sinh tố như này. 450.000 cho một em các nhá. 470.000. Xin lỗi các bác. Máy xay sinh tố 470.000 các bác nhá. Tiếp theo thì Nibel Shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm đun nước nhá, ấm đun nước. Con này thì nó rất là tiện, các bác có thể dùng để đun bếp từ này, bếp ga này, bếp hồng ngoại, các loại bếp đều đun được hết nhá. Đấy. Một con ấm đun nước như này. Lên mã giúp cho em đó là ấm đun nước nhá. Giá sẽ là 430.000. 430.000 và bao ship. Hàng thì của thương hiệu đây. Hàng của thương hiệu là Kaisa Villa. Hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Kaisa Villa hàng của Đức này. Đun được là tới 1, 2, 3, 4, 5, 6 loại bếp này. Đấy, đun được 6 loại bếp luôn. Đấy, đế cực dày nhá. Và con này thì dung tích của nó sẽ là vào 3,5 lít nhá. 3,5 lít. Đấy, dung tích của nó là 3,5 lít. Hàng mới tinh. Nắp niếc cực kỳ là ngon luôn các bạn. Đấy, đây. Nắp của nó này các bạn. Đấy, đây. Các bác ấn mở này. Rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, thấy chưa? Đó, rất tiện ích luôn. Các bác theo. Cực kỳ là ngon luôn. Nắp của nó này. Quai thiết kế rất là hiện đại, hàng của Đức cực kỳ chất lượng nha. Đây nắp của nó đây, hàng bằng inox nha và cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Đấy, logo thương hiệu này, đun được tới 5-6 loại bếp như này này, 1-2-3-4-5-6 loại bếp luôn. Kaisa Villa chữ dập chìm luôn nhá. Lên cho em đó là ấm đun nước nhá, ấm đun nước 430.000 cho một con ấm đun nước như này, 430k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ bấm móng 5 chi tiết nhá. Bộ bấm móng 5 chi tiết này. Đấy, bộ bấm móng 5 chi tiết. Giá sẽ là 60 cành. 60 cành cho cái bộ bấm móng 5 chi tiết như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Bộ này của nó thì sẽ bao gồm là 6 chi tiết nhá. Đấy, lên cho em là bấm móng 5 chi tiết xin lỗi các bác. Bộ bấm 5 chi tiết này. Đấy, giá sẽ là 60 cành. 60 cành trong cái bộ này. Đây, đấy. Thì khi các bác nhận được hàng nó sẽ bao gồm cho các bác là đựng trong một cái ví da như này. Đấy, đựng trong một cái ví da như này các bác nhá. Đấy, một cái ví da như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, một cái bộ lấy dây tai và một cái mài này. Đấy, cái này để các bác mài móng này. Cái rũa, đấy gọi là cái rũa đây.
một cái rũa như này để các bác mài móng tay nhá, rũa móng tay như này. Đó, rất là đẹp và tiện ích luôn. Cái rũa này thì rất là ngon. Đây, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm là 1 2 3 4 5 5 chi tiết như này. Bấm móng này của nó thì cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Dày dẫn chắc chắn nhá. Bấm thì cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy. Bấm rất là ngon. Đấy, và nó có cái độ đè rất là tốt nhá. Đấy, độ đè độ ăn móng rất là tốt luôn. Đó. Sẽ bao gồm cho các bác là đi ba cái bấm móng, trong đó có một cái bấm khóe này, một cái bấm khóe và hai cái bấm cái to cái nhỏ, một cái bộ lấy dây tai và một cái rũa như này. Giá sẽ là 60.000 nhá, 60k thôi. Đấy, lên cho em là bấm móng 5 chi tiết nhá. Đấy. Bộ bấm móng 5 chi tiết giá sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Đó. Đấy là cái sản phẩm thứ nhất này. Đó. Sản phẩm thứ hai là cái bộ ba bấm móng Đức này, bộ ba bấm móng Đức hàng của thương hiệu Winling, hai hình người của Đức đây. Đấy, cái này thì đựng trong một cái hộp nhôm như này và nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng như này nhá, ba cái bấm móng như này. Đấy, và đợt này thì cái bộ này bên em cũng thanh lý cho các bác cái giá cực tốt luôn. Giá sẽ là 90k nhá. Đấy, giá sẽ là 90.000. 90.000 cho cái bộ ba bấm móng Đức như này các bác nhá. Đó, cũng bấm cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đó, bao gồm cho các bác là chất liệu là thép không gỉ, hàng thương hiệu Winling, hai hình người của Đức, và sẽ có cho các bác là một cái bấm móng to, một cái nhỡ và một cái bấm khóe như này. Đấy, combo cho các bác cũng là ba chiếc như này nhá. Cũng là ba chiếc như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k nhá. Đấy, bộ ba móng Đức này. Con này thì các bác lên cho em là bộ ba móng Đức, giá sẽ là 90k. Đó, lên mã giúp cho em đó là bộ ba móng Đức nhá. Bộ ba móng Đức này. Bộ ba móng Đức. Móng Đức giá sẽ là 90k nhá, 90k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví này. Đấy, thì đầu tiên nó sẽ là cái ví hồng nhá. Ví hồng. Con này bên em đang bán là 60.000, đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 55.000 cho một cái ví hồng như này thôi. Đấy, 55k cho một cái ví hồng như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng như này. 1 2 ba cái bấm móng, một cái kéo này. Một cái kéo, một cái nhíp này và một cái kìm cắt da chết này và rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm nữa. Đó. Con này thì bộ này bên shop đang bán là 60.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 55.000 thôi. 55.000 cho một cái bộ ba bấm móng như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ ví hồng nhá. Ví hồng giá của nó sẽ là 55k. Đấy, xin lỗi các bác, lên mã giúp cho em là ví hồng nhá. Ví hồng giá của nó sẽ là 55k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ ví xanh này. Đấy, bộ ví xanh. Bộ này thì khá là nhiều chi tiết luôn. Và cái giá thì sẽ là 100.000 cho một cái bộ ví xanh như này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là ví xanh, giá sẽ là 100k. Ở đây thì cũng bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, bốn cái bấm móng nhá. Bộ này thì có thêm một cái bấm cho trẻ em nữa. Bấm trẻ em nữa, 1 2 3, bốn cái bấm móng này. Rồi nặn mụn này, lột da này, rồi làm móng chân, móng tay, đầy đủ các chi tiết như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ ví xanh nhá, bộ ví xanh. Bộ này thì giá của nó vẫn là 100 cành nhá. 100 cành cho một cái bộ ví xanh như này. Bộ này thì khá là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó, khá tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh, giá của nó sẽ là 100k cho một cái bộ ví xanh như này. Khá là nhiều chi tiết nhá. Cái bộ kia thì nó ít chi tiết hơn. Bộ ví hồng thì nó ít chi tiết hơn một chút. Bộ xanh này thì rất là nhiều chi tiết để cho các bác có thể sử dụng nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh này. Ví xanh, giá của nó sẽ là 100k. Đó là các cái loại ví của bên em. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái công tắc ắc quy nhá. Công tắc ắc quy thì đây nó sẽ là một cái công tắc như này, thì khi các bác muốn đấu bóng điện nhá, chỉ cần xoáy này thôi là nó sẽ tự đóng mắt cho các bác này. Đây, nó có on up ở đây. Các bác bắt cái này vào cái phần đai ắc quy này, các bác muốn mở bóng này đấy, hoặc cắt như này rất là tiện, các bác không cần phải dùng tay sử dụng, nó sẽ là bất tiện đấy. Các bác chỉ cần đấu dây vào đây cho em này, đấu dây vào đây cho em, cái đầu này mình kẹp vào bình đó và các bác sử dụng thôi. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là công tắc ắc quy nhá. Công tắc ắc quy giá sẽ là, lên mã giúp cho em là công tắc ắc quy giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k. Đây các bác này, đấy nó sẽ là một cái công tắc như này, đúng như cái hàng của em luôn. Lắp chặt vào cho em này. Đấy. Mình vặn thì nó sẽ sáng và bỏ ra thì nó sẽ tắt, thì nó là một cái dạng công tắc đóng ngắt như này, nó rất là tiện. Thì khi các bác muốn dùng bóng bánh các bác không cần phải kẹp nữa, nó rất là bất tiện nhá. Giá thì sẽ là 50k. Lên mã giúp cho em là công tắc ắc quy giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái này là cái gì tự động? Hả? Cái bản lề tự động các bác nhá. Đấy, thì giá của nó sẽ là 30.000 cho một đôi như này. 30.000 cho một đôi như này, thì khi mà về các bác lắp vào hai cái cánh cửa tủ này hoặc là các cái cánh cửa nhỏ, đấy, chuồng chó, chuồng mèo vân vân, thì là các bác chỉ cần lắp vào cho em
lắp vào bắt vít vào là khi các bác mở cửa ra là sẽ tự nó đẩy vào, thì nó rất là tiện. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem, giá chỉ có 30k thôi. Đây các bác nhá, đấy về nhà thì ví dụ như cánh cửa tủ nhà mình nó bị dơ, bị bong hỏng này, các bác bắt vít con mới này vào cho em. Đấy, bắt vít vào như này và khi các bác mở ra thì nó sẽ đẩy ra. Đấy, nó sẽ có một con ti, nó sẽ giúp cho các bác là đẩy ra. Đó, các bác thấy không? Đấy, và khi các bác không dùng nữa thì nó lại đẩy vào, nó tự động nó đẩy vào thì rất là tiện nha, cực kỳ chắc chắn luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt, 30.000 cho một đôi thôi. Đấy, về nhà các bác lắp vào những cái cánh cửa tủ nhà mình rất là ok luôn nhá, giá rất hợp lý, 30k. Lên cho em là bản lề tự động 30.000 một đôi.